Hô, mây gió đất trời biến ảo, một bóng người tại thương khung xuất hiện, áo trắng như tuyết, tóc đen nhẹ bay, quanh thân tràn ngập thần thánh quang huy, tựa như thần chi giáng lâm trong truyền thuyết. Trong lúc nhất thời, lập tức nhìn ngây người không ít người, bởi vì nội tâm thế mà không bị khống chế sinh ra một vòng nồng đậm kính sợ, cũng không phải là bởi vì thực lực, mà là đồ vật cấp độ càng sâu, giống như tại sinh mệnh cấp độ bên trên, bị triệt để áp chế. Mạnh Trường Khanh, đám người rất mau hết thất thần, từng cái sắc mặt phát sinh biến hóa. Trải qua chuyện này, tất cả mọi người đối với Mạnh Trường Khanh ấn tượng đã triệt để thay đổi. Có lẽ tại vị này tuổi trẻ võ vương dẫn đầu dưới, thật có thể cải biến bây giờ thời đại. Hưu, Mạnh Trường Khanh thân hình lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại đại trưởng lão bọn người trước mặt. Hảo tiểu tử, thật sự là mỗi lần gặp mặt đều có thể cho ta 10 phần kinh hỉ. Đại trưởng lão trực tiếp tiến lên, hưng phấn khua chân múa tay nói. Mạnh trưởng giáo tốc độ phát triển quả thực kinh khủng, khoảng cách thông thiên tháp bất quá hơn nửa năm mà thôi, bây giờ đã đứng ở vương đạo cảnh đỉnh cao nhất, tin tưởng không bao lâu liền có thể đặt chân truyền thuyết chi cảnh. Hàn Liệt chắp tay. Mạnh trưởng giáo. Mạnh Trường Khanh sững sờ, xưng hô thế này hẳn là đang nói hắn đi, nhưng mình khi nào trở thành trưởng giáo? Tịch Ứng Tình rời đi trước, đã đem vị trí truyền cho ngươi. Đại trưởng lão từ trong ngực xuất ra một viên lệnh bài, vừa cười vừa nói, đây là trưởng giáo lệnh, toàn thân vàng nhạt, chính diện là Thái Huyền hai chữ, phía sau thì là một cái chữ trưởng, trưởng giáo. Mạnh Trường Khanh tiếp nhận, trong lòng nhất thời hiện lên cảm giác một vòng khó nói lên lời, bất chi bất giác, mình đã đi tới vị trí này. Đúng rồi, nhưng có trưởng giáo tin tức. Mạnh Trường Khanh đem nó phối tại bên hông, hỏi, nếu không phải trưởng giáo kiềm chế chính nhất thánh địa trí cường, Phạt Thánh Minh cũng không sẽ dám có lá gan khởi sự, mà hắn lại càng không có thoải mái như vậy phát dục thời gian. Tại nửa tháng trước, đã cắt đứt liên lạc, xem ra, hắn cũng nhanh đến cực hạn. Cũng may ngươi trưởng thành rất nhanh, lại nội tình thâm hậu, các phương diện điều kiện đều không khác mấy, nhanh đạt tiêu chuẩn, khoảng cách trí cường bất quá nửa bước mà thôi. Đại trưởng lão vui mừng nói, ta sẽ tăng nhanh tiến độ. Trong lòng Mạnh Trường Khanh khẩn trương, gật gật đầu, lấy lực lượng một người vây khốn nhiều như vậy trí cường, có thể nghĩ tự thân phải thừa nhận bao lớn áp lực, cho nên mình nhất định phải tăng thêm tốc độ, chỉ có như vậy trưởng giáo mới có thể mau chóng giải thoát ra. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi, vị này là Bắc Nguyên Thần Tiêu Đao Tông tông chủ Hàn Liệt. Đại trưởng lão giới thiệu. Hàn tông chủ. Mạnh trưởng giáo. Mạnh Trường Khanh từng cái đáp lại, hắn có thể cảm giác được những người này cảnh giới tất cả đều là võ vương, lại là thập pháp, chín pháp cái chủng loại kia, xen ra bốn vực nội tình cũng là 10 phần thâm hậu, chính là không có trí cường mà thôi. Nhân tộc không trở thành hoàn chỉnh tiên thiên sinh linh, vĩnh viễn không cách nào dựa vào chính mình nhập trí cường. Chính nhất thánh địa nắm giữ tất cả trí tôn di tích, cũng liền lũng đoạn tấn thăng thông đạo, cái này dẫn đến bốn vực không ít võ vương ngạnh sinh sinh thọ nguyên hao hết mà chết. Bọn hắn vốn là có tư cách thành tựu trí cường, thăm dò trường sinh. Mạnh Trường Khanh chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Mạc Tiểu Ngư. Linh Tịch đâu? Mạnh Trường Khanh vô ý thức tả hữu tứ phương, Mạc Tiểu Ngư ở chỗ này, kia Ngao Linh Tịch hẳn là cũng tại mới đúng. Nghe vậy, đã sớm lo lắng không thôi. Mạc Tiểu Ngư lập tức chạy chậm đến bên người Mạnh Trường Khanh, kéo lại ống tay áo. Sư thúc, Linh Tịch tỷ tỷ bị người chính nhất thánh địa bắt đi. Trong mắt Mạc Tiểu Ngư hiện lên nước mắt. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Trường Khanh sắc mặt đột biến. Mạc Tiểu Ngư lập tức êm tai nói, nếu không phải vì cứu ta, Linh Tịch tỷ tỷ mình hẳn là có thể đi ra ngoài. Mạc Tiểu Ngư nước mắt đầm đìa, sư thúc, ngươi nhất định có biện pháp cứu Linh Tịch tỷ tỷ, đúng hay không? Nghe vậy, Mạnh Trường Khanh ánh mắt băng lãnh xuống tới, lại là chính nhất thánh địa. Bất quá có chuyện, hắn không ngờ rằng đó chính là Ngao Linh Tịch lại là thứ hai ma uyên trấn thủ vật. Trước đó hắn vẻn vẹn chỉ là nghe thấy, nói là trấn thủ vật trốn đi, ma uyên bạo động, nhưng trấn thủ vật cụ thể là cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Không nghĩ tới sẽ là Ngao Linh Tịch. Vô ý thức, Mạnh Trường Khanh liền chuẩn bị tiến về thứ hai ma uyên, nhưng bên cạnh đại trưởng lão lại là ngăn cản hắn. Trường Khanh, ta không biết ngươi cùng đầu này chân long ở giữa cụ thể là quan hệ như thế nào, nhưng trong chuyện này có phải hay không hẳn là cẩn thận cân nhắc. Đại trưởng lão nói. Cân nhắc cái gì? Mạnh Trường Khanh nhìn về phía hắn. Chính nhất thánh địa là đối thủ của chúng ta không giả, nhưng một mã thì một mã, thứ hai ma uyên ảnh hưởng hơn là chúng ta cả nhân tộc lợi ích, phải dùng đầu kia chân long trấn thủ. Đại trưởng lão nói. Những người còn lại cũng khẽ gật đầu. Đối với chuyện này, chính nhất thánh địa là không có sai, ban ơn cho nhân tộc không. Nếu không lấy thứ hai ma uyên thể lượng, đủ để trở thành Trung Châu nhân tộc kinh khủng gánh vác. Nàng là bằng hữu của ta. Mạnh Trường Khanh hít sâu một hơi. Ta đã đáp ứng nàng, muốn bảo vệ an toàn của nàng. Huống hồ nếu không phải vì bảo hộ Tiểu Ngư, nàng cũng không trở thành bị bắt. ta làm sao có thể vứt bỏ không để ý. Nhưng đại trưởng lão còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Mạnh Trường Khanh lại là trực tiếp đánh gãy hắn, không nghiêng nhị gì cả. Mạnh Trường Khanh đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy, nếu như một chủng tộc tương lai cần dựa vào một con rồng đến bảo hộ, kia nhất định là đi không dài. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Dứt lời, Mạnh Trường Khanh mang theo Mạc Tiểu Ngư bước ra một bước, hướng phía thứ hai Ma Uyên vị trí mau chóng đuổi theo, chỉ để lại đám người hai mặt nhìn nhau. Xem ra Mạnh trưởng giáo là người trọng tình trọng nghĩa a, Ngọc Thiên Qua mở miệng nói ra, ý vị rất nhiều. Theo lý thuyết, con rồng này không nên cứu, ngày sau phạt Thánh Minh nếu là lật đổ Chính Nhất Thánh Địa, như vậy trấn thủ thứ hai Ma Uyên chức trách liền sẽ rơi xuống trên người bọn họ, mà có con rồng này tại, liền không cần lo lắng. Cho nên Mạnh Trường Khanh cách làm là không đúng, nhưng từ một mặt khác đến xem, Mạnh Trường Khanh liền đối một con rồng hứa hẹn đều nguyện ý đi tuân thủ, có thể thấy được bản tính phương diện là lương thiện. Tương lai tại loại người này lãnh đạo dưới, cũng không cần lo lắng sợ hãi. Đám người nhìn chăm chú một chút, đều nhìn ra lẫn nhau ý nghĩ, cho nên làm sao bây giờ? Hàn Liệt giang tay ra, tự nhiên là đi theo Mạnh trưởng giáo phải không? Không đúng, là Mạnh minh chủ. Đông môn bất như mở ra trong tay quạt xếp, vừa vặn cũng nghĩ nhìn qua trong truyền thuyết thứ hai Ma Uyên. Tiểu tử này, đại trưởng lão vô ý thức có chút phát buồn bực, dù sao tại trong tông môn, hắn hậu bối không có không dám nghe, nhưng Mạnh Trường Khanh lại là trực tiếp phản bác hắn. Đã là trưởng giáo, nghĩ đến cái này, đại trưởng lão lại là lắc đầu cười một tiếng. Mạnh Trường Khanh sớm đã không phải thiếu niên lúc trước, vô luận là thực lực, vẫn là địa vị, mình mặc dù là tông môn đại trưởng lão, nhưng bây giờ cũng phải nghe hắn, làm một cái trung thành tùy tùng, đi thôi, lại thông trì phạt Thánh Minh những người khác, lần này, hội tụ thứ hai Ma Uyên. Đại trưởng lão nói, có ý tứ, là muốn đánh nhau sao? Hàn Liệt khóe miệng liệt lên, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, trước đây bất quá là tiểu đả tiểu nháo, không ra gì. Trên trời cao, kiếm quang lấp lóe, mỗi lần cũng có thể mặc toa mấy chục vạn dặm cương vực. Sư thúc, ngươi thế mà đã luyện thành Thuấn Kiếm Quyết. Mạc Tiểu Ngư một chút liền nhận ra. Mạnh Trường Khanh gật gật đầu. Sư thúc, ta có phải hay không nên nói Linh Tịch tỷ tỷ sự tình, đại trưởng lão bọn hắn vốn là không muốn nói. Mạc Tiểu Ngư nghĩ, nói, ngươi đương nhiên phải nói. Mạnh Trường Khanh sờ lên đầu nhỏ của nàng, huống hồ đại trưởng lão bọn hắn nếu là thật muốn giấu giếm, căn bản sẽ không để ngươi ở đây. Vậy ngươi có lòng tin sao? Kia là Chính Nhất Thánh Địa địa bàn. Mạc Tiểu Ngư ôm Mạnh Trường Khanh eo, chán khẽ nâng, ánh mắt như nước. Yên tâm đi, trừ phi trí cường xuất thủ, nếu không đến nhiều ít võ vương, ta đều giết cho ngươi xem. Mạnh Trường Khanh mỉm cười, ân. Mạc Tiểu Ngư đôi mắt bên trong lập tức hiện lên nồng đậm vẻ sùng bái. Ngao Linh Tịch, thứ hai Ma Uyên. Mạnh Trường Khanh thu hồi ánh mắt, đôi mắt bình tĩnh trở lại. Thứ hai Ma Uyên thuộc về Thiên Ma Địa Ma cùng tồn tại ma vực, bất quá lấy Thiên Ma làm chủ. Phạt Thánh Minh không hai động tác rất nhanh, nay chủ yếu nhờ vào Thính Vũ Lâu. Mượn nhờ Thính Vũ Lâu khổng lồ tình báo nội tình, Phạt Thánh Minh bây giờ tại Trung Châu đã triệt để đứng vững bước chân. Thông chi một chút đi, tới gần thứ hai Ma Uyên Phạt Thánh Minh thế lực, nắm chặt chạy tới, không được sai sót. Rõ, tương tự tin tức nhanh chóng khuếch tán. Trong lúc nhất thời, bình thường làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, căn bản không muốn tiến về thứ hai Ma Uyên, bắt đầu trở nên náo nhiệt. Thứ hai Ma Uyên, vạn dặm không mây, thiên địa ám trầm, một đạo vô cùng khe nứt to lớn, quán triệt thiên địa, tựa như một tòa ma môn, cuồn cuộn ma khí không ngừng tuôn ra, nương theo lấy bén nhọn minh rít gào. Tu vi không đủ người, chỉ là nghe nói này âm thanh, đều đủ để tâm huyết bốc lên, thậm chí tại chỗ bạo thể mà chết. Phía dưới thánh địa cường giả không ngừng tu bổ đại trận, đã chuẩn bị kết thúc, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Mà Ngao Linh Tịch cũng khôi phục hình người, bị vây ở pháp trận trong, sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải, đi ngang qua thủ mạch cường giả đều là khẽ lắc đầu, hiển hiện không đành lòng. Con rồng này rõ ràng còn rất trẻ, trước đây 4000 năm bị trấn áp ở chỗ này, sau đó lại đem vây ở trong bóng tối vô tận, không thấy ánh mặt trời. Đổi lại mình, chỉ là tưởng tượng đều sẽ nổi điên. Giữa không trung, Chiến Thiên Hoang vẫn như cũ ngồi xếp bằng. Một đoạn thời khắc, một bóng người xuất hiện. Trưởng lão, căn cứ tình báo, tại một canh giờ trước, thứ hai Ma Uyên bên ngoài xuất hiện không ít cường giả, đồng thời còn có càng nhiều ngay tại chạy đến. Sơ bộ phán định là Phạt Thánh Minh người. Bóng người nói, có ý tứ, thật đúng là được đến. Chiến Thiên Hoang mở mắt ra, khóe miệng giơ lên. Trước đây, Ngao Linh Tịch mặc dù nói qua Mạnh Trường Khanh sẽ đến cứu nàng, nhưng hắn nội tâm lại cũng không cảm thấy hội. Hắn thấy, chỉ cần đầu óc bình thường điểm, cũng sẽ không chọn lựa như vậy. Dù sao Vạn Long Đại Trận ban ơn cho cả nhân tộc, dù là ngày sau Phạt Thánh Minh thành, cũng là cần tòa đại trận này. Nhưng bây giờ nhìn tới, ở trong lòng Mạnh Trường Khanh, con rồng này địa vị vẫn rất cao. Đã như vậy, cứ dựa theo lúc trước ý nghĩ tới đi. Trưởng lão, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Đem bọn hắn đánh đi ra sao? Người tới hỏi. Không cần, liền để bọn hắn vào đi. Chiến Thiên Hoang mỉm cười. Hắn đã sớm chuẩn bị, dù cho là Mạnh Trường Khanh đến, mình cũng sẽ không ngay cả một điểm ngăn cản chi lực đều không có. Ngao Linh Tịch, ngươi mong đợi người muốn tới. Chiến Thiên Hoang nhìn về phía dưới, truyền âm nói. Nghe vậy, Ngao Linh Tịch lập tức mở mắt ra, trên mặt hiển hiện vui mừng. Đã đến rồi sao? Mình quả nhiên không có tin lầm người, nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Chiến Thiên Hoang lạnh giọng, ngươi liền có thể xác định hắn là tới cứu ngươi sao? Vạn Long đại trận cỡ nào trọng yếu, cho dù hắn nguyện ý cứu ngươi, người trong thiên hạ sẽ đồng ý sao? Cuối cùng không phải là đến giống như chúng ta, đem ngươi trấn áp ở chỗ này. Nghe nói lời này, Ngao Linh Tịch không có phản bác, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, bởi vì không có ý nghĩa, dù sao hết thảy đều nhanh tới. Rầm rầm rầm, lấy Thứ Hai Ma Uyên làm trung tâm, rất nhiều khí tức cường đại tại bốn phương tám hướng xuất hiện, yếu nhất đều có phong hầu, cường đại người, thậm chí có thập pháp. Oanh, một cây vô cùng to lớn cơ xí từ trời rơi xuống, tựa như thiên địa trụ cột, đón gió phấp phới, phía trên rõ ràng là Phạt Thánh hai chữ. Lạc tử vô hối, thanh âm đạm mạc vang lên, hư ảo to lớn bàn cờ tại thương khung xuất hiện, che ra ngoài, hắc tử rơi xuống, chấn động càn khôn. Hắc Bạch lão đạo, Chiến Thiên Hoang một tay đánh ra, phong vân quét sạch, hai va chạm, hư không nổ tung, tựa hồ cân sức ngang tài. Hưu hưu hưu, vô số cường giả xuất hiện, lít nha lít nhít, rất nhanh phân làm hai đại trận doanh, một phe là Phạt Thánh Minh, một phương khác thì là Chính Nhất Thánh Địa. Đây cũng là hai thế lực lớn, lần thứ nhất lớn như thế quy mô mà đối diện mặt. Giữa thiên địa bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương đến cực hạn. Thánh chủ bọn hắn cũng nhanh muốn ra, các ngươi làm tốt hủy diệt chuẩn bị sao? Chiến Thiên Hoang lạnh lùng nói, từ khi Chính Nhất Thánh Địa chấp trưởng tu hành giới, bao lâu chưa từng xảy ra dạng này sự tình, nhất định phải hào hào địa đồ sát một phen, mới có thể chấn nhiếp thiên hạ, để thế nhân vĩnh viễn sợ hãi, vĩnh viễn không còn dám phản kháng thánh địa. Chính hoàn toàn không có đạo, nên hủy diệt. Đây là thời đại tất nhiên. Hắc Bạch học cung lão giả chậm rãi nói, đây là học cung trước mắt cổ xưa nhất cường giả, cũng là có hy vọng nhất đặt chân trí cường tồn tại. Làm sao không có trí tôn di tích, ngạnh sinh sinh bị kẹt lại. Thời đại ta Chính Nhất Thánh Địa chính là thời đại. Chiến Thiên Hoang cười lạnh, thật sao? Giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, lập tức kiếm quang sáng chói phá không mà tới, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn siêu việt cảm giác, trực tiếp rơi trên người Chiến Thiên Hoang. Cái gì? Chiến Thiên Hoang sắc mặt đột biến, thậm chí tái nhợt, thân là đã từng thứ nhất võ vương, thực lực cường đại dường nào, nhưng bây giờ lại ngay cả một đạo kiếm quang cũng không kịp phản ứng. Đây là không gian pháp tắc chi lực. Oanh, trên thân chỉ tới kịp sáng lên yếu ớt thánh khí quang mang, cả người liền bị triệt để đánh bay ra ngoài, máu vẩy hư không, trọng thương ngã gục. Chiến trưởng lão, Chính Nhất Thánh Địa cường giả lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao kinh hô, tiến đến đỡ dậy. Chỉ gặp Chiến Thiên Hoang bộ dáng cực thảm, toàn thân tựa như sắp vỡ vụn đồ sứ, nhìn thấy mà giật mình, nồng đậm huyết dịch không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ dưới thân. Mạnh Trường Khanh, Chiến Thiên Hoang ăn vào mấy cái chân quý đan dược về sau, miễn cưỡng khôi phục một chút, nhưng trạng thái vẫn như cũ cực kém, thậm chí ngay cả đứng lập đều làm không được, chỉ có thể dựa vào người vị. Hắn đôi mắt đầy tia máu, nhìn về phía trước, ở nơi đó, một đạo cao thân ảnh chậm rãi đi tới, chắp tay sau lưng, mỗi một bước rơi xuống, tựa hồ cũng có thể vượt qua vô tận hư không. Chính là Mạnh Trường Khanh, tóc đen nhẹ bay, ánh mắt uy nghiêm, toàn thân tràn ngập thần thánh nắng sớm, tựa như trong truyền thuyết thần chi giáng lâm. Ánh mắt chạm đến, cho dù là võ vương cũng không khỏi địa tâm sinh kính sợ. Đây là sinh mệnh cấp độ nghiền ép, lại mạnh lên sao? Hắc Bạch lão đạo ánh mắt hơi co lại, làm Mạnh Trường Khanh người hộ đạo, hắn vốn cho rằng tương lai sẽ thường xuyên cùng thánh địa liên hệ, ai nghĩ đến vẻn vẹn xuất thủ qua một lần mà thôi. Mạnh Trường Khanh trưởng thành địa quá nhanh, viễn siêu tất cả mọi người dự đoán, bây giờ thực lực càng là triệt để nghiền ép hắn. Gặp qua minh chủ, lấy lại tinh thần, Hắc Bạch lão đạo cung kính thanh âm. Tu hành giới, thực lực vi tôn, cho dù Mạnh Trường Khanh vô cùng tuổi trẻ, chính là hậu bối, nhưng giờ phút này, hắn cũng cần hành lễ, tham kiến minh chủ. Thanh âm từ bốn phương tám hướng không ngừng cuốn tới, mà từng đạo bóng người cũng xuất hiện, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, đều là Phạt Thánh Minh cường giả. Mặc dù đại đa số người trước đây cũng chưa từng gặp qua Mạnh Trường Khanh, nhưng đối với Mạnh Trường Khanh lại là phát ra từ nội tâm kính sợ, thậm chí cuồng nhiệt. Man Hoang Hải, Thông Thiên Tháp, Trảm Vương Lộ, mỗi một chỗ chiến tích đều có thể xưng là khoáng cổ tuyệt kim, chính là chân chính cái thế nhân tài kiệt xuất. Phạt Thánh Minh chỉ có tại dưới sự lãnh đạo của hắn mới có thể lật đổ Chính Nhất Thánh Địa thống trị, nên đón một cái mới quang huy thời đại. Mạnh Trường Khanh khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Chính Nhất Thánh Địa phương hướng. Hô, trong chốc lát, tất cả thánh địa cường giả cùng nhau lui về sau mấy bước. Một mắt chi uy lại kinh khủng như vậy, chờ lấy lại tinh thần, thánh địa cường giả nhao nhao sắc mặt đỏ lên, mình thế mà bị một đạo ánh mắt dọa cho lui. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có, nhưng cũng không thể trách bọn hắn, chủ yếu là Mạnh Trường Khanh ra sân quá mức rung động, xa xôi một kiếm trực tiếp liền trọng thương Chiến trưởng lão. Phải biết Chiến trưởng lão chính là đã từng thứ nhất võ vương, trừ Trí Tôn bên ngoài người mạnh nhất, nếu không phải kịp thời thúc giục thánh khí, vừa rồi tuyệt đối tại chỗ vẫn lạc, tuyệt không còn sống khả năng. Bằng hữu ta đâu? Mạnh Trường Khanh nói, bình thản bốn chữ lại tựa như cuồng lôi tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Tu vi yếu kém người, tinh thần ý thức đều hoảng hốt. Trường Khanh, Ngao Linh Tịch bên kia đã đứng lên, hưng phấn hướng Mạnh Trường Khanh ngoác, trong mắt nàng che kín vui sướng, nhưng cấp độ sâu địa cũng có một vệt lo lắng. Chờ một lát, gặp Ngao Linh Tịch không có việc gì, Mạnh Trường Khanh trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, lập tức nhìn về phía Chiến Thiên Hoang. Mạnh Trường Khanh, Chiến Thiên Hoang đẩy ra vị người, dáng chống đỡ lấy đứng thẳng, trong mắt của hắn hiển hiện nồng đậm không cam lòng. Một chiêu, vẻn vẹn chỉ là một chiêu, thậm chí đều không phải là toàn lực, nhưng mình lại bại, bị bại vô cùng triệt để, nếu không phải vô ý thức vận dụng thánh khí, giờ phút này đã đạo tiêu bỏ mình. Đây chính là trí cao pháp tắc lực lượng sao? Chờ đi vào trí tôn cảnh, lại đem cường đại cỡ nào, dù cho là thánh chủ, cũng chưa chắc nói có thể đem áp chế. Ngươi hôm nay đến, thế nhưng là vì cứu đầu chân long này. Chiến Thiên Hoang xóa đi khóe miệng vết máu, lạnh lùng nói, đây chỉ là một phương diện. Mạnh Trường Khanh đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt, ngươi có biết hay không, đối với chúng ta nhân tộc mà nói, Vạn Long Đại Trận ý vị như thế nào? Nghe vậy, Chiến Thiên Hoang trong lòng cười lạnh, hắn tồn tại có thể để cho chúng ta ít hy sinh nhiều ít đồng tộc. Ngươi muốn cứu nàng, ngày sau liền phải khiến người khác dùng mệnh đến lấp cái này vực sâu không đáy. Hoặc là nói, tại trong lòng ngươi, con rồng này so với chúng ta nhân tộc trọng yếu. Đây là chu tâm chi ngôn, cũng là Chiến Thiên Hoang muốn đạt tới hiệu quả. Đương nhiên lần này ngôn luận không có khả năng để Phạt Thánh Minh phản chiến, nhưng hắn chính là nghĩ buồn nôn Mạnh Trường Khanh, để người trong thiên hạ đối Mạnh Trường Khanh ấn tượng trở nên kém. Dù sao sao có thể chơi ngáng chân, liền làm sao tới. Dứt lời, thiên địa an tĩnh lại. Kỳ thật rất nhiều người đều đối hôm nay hành động có chút không hiểu. Cứu một con rồng, cái này có cần phải sao? Mặc dù Chiến Thiên Hoang là địch nhân, nhưng nói vẫn là chính xác. Khắp cả nhân tộc mà nói, chỉ là một con rồng, cần gì tiếc nuối. Vạn Long Đại Trận tồn tại, có thể để cho nhiều ít người miễn ở thứ hai Ma Uyên chém giết. Đại trận bên trong, Ngao Linh Tịch sắc mặt hơi tái. Giữa thiên địa trầm mặc không khí, để trong nội tâm nàng càng thêm đè nén. Đối với nhân tộc tới nói, nàng trung quy là dị tộc, mà dị tộc là có thể dùng để hy sinh. Minh chủ, Vạn Long Đại Trận là nhất định phải tồn tại. Hắc Bạch lão đạo do dự một chút, nói, Phạt Thánh Minh cá biệt cao tầng cũng nói ra đồng dạng ý nghĩ. Nghe đến mấy câu này, Ngao Linh Tịch mặt không có chút máu, cắn chặt bờ môi, ngay cả tới cứu nàng thế lực đều ôm ý nghĩ như vậy. Có lẽ Mạnh Trường Khanh nội tâm không nguyện ý làm như vậy, nhưng người trong thiên hạ đều như vậy nghĩ, Mạnh Trường Khanh cuối cùng lại sẽ như thế nào lấy hay bỏ đâu? Giống như Chiến Thiên Hoang lời nói, một bên là bằng hữu, một bên là thiên hạ. Phụ thân nói qua, bằng hữu chân chính là sẽ không để cho đối phương khó xử. Nghĩ đến cái này, Ngao Linh Tịch bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười có chút thê lương. Ta tự hỏi cả đời này chưa hề tổn thương qua các ngươi nhân tộc bên trong bất kỳ người nào. Ta thậm chí muốn cùng các ngươi kết bạn, trở thành bằng hữu, nhưng nghênh đón ta lại là bóng tối vô tận cùng lồng giam. 4.000 năm trước kia, 4.000 năm về sau, đồng dạng địa phương, có lẽ bị vây ở chỗ này chính là ta cả đời này số mệnh. Ngao Linh Tịch thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, để đám người khẽ nhíu mày. Từ đạo nghĩa tới nói, hoàn toàn chính xác không nên đối xử như thế một con rồng. Dù sao nàng không có thương tổn qua nhân tộc, nhưng trên đời này có một số việc chính là như thế không công bằng. Hô, trên trời cao mây đến, phía trên là đại trưởng lão bọn người, đồng thời Hoa Từ Nhan, Mạc Sơ Cuồng chờ một đám Thái Huyền Tông cao tầng cũng tại. Trưởng giáo, mấy người mặt lộ vẻ lo lắng. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Mạnh Trường Khanh là người trọng tình trọng nghĩa. Nếu quả thật đem con rồng này xem như bằng hữu, như vậy dưới mắt sẽ là rất khó lựa chọn khốn cảnh. Vô luận như thế nào tuyển, ngày sau đều sẽ trở thành trên con đường tu hành vĩnh hằng ác mộng. Chiến Thiên Hoang cử động lần này, có thể nói là dụng tâm hiểm độc a. Mạnh Minh chủ, Vạn Long Đại Trận đã chữa trị tốt, là cứu vẫn là trấn áp, ta đều tùy ngươi. Chiến Thiên Hoang khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một đám thánh địa cường giả lui về phía sau. Trước mắt lập tức rộng lớn, còn sót lại Mạnh Trường Khanh cùng phía dưới Ngao Linh Tịch. Mạnh Trường Khanh không nói gì, thân hình lóe lên, đi tới phía dưới. Cho dù cho tới bây giờ, ta vẫn như cũ tin tưởng ngươi. Ngao Linh Tịch nhìn qua Mạnh Trường Khanh, con mắt trên mặt hiển hiện thê mỹ tiếu dung, nhưng ta không muốn để cho ngươi khó xử, vì các ngươi nhân tộc, vì thiên hạ của ngươi, hy sinh ta đi, nói, nhắm mắt lại. Hiện tại Mạnh Trường Khanh chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đem Ngao Linh Tịch để vào trong mắt trận, mà bốn phía vô luận là Chính Nhất Thánh Địa cường giả, hoặc là Phạt Thánh Minh, đều nhìn bên này chờ đợi Mạnh Trường Khanh hành động. Nói cái gì mê sảng? Mạnh Trường Khanh mỉm cười, đừng quên, chúng ta thế nhưng là kéo qua cầu. Nghe vậy, Ngao Linh Tịch lập tức mở mắt ra, nhưng Mạnh Trường Khanh lại là trực tiếp bắt lấy nàng bả vai, hướng về sau ném đi. Nhị sư huynh, mang nàng rời đi. Oanh, khí tức kinh khủng, không chút nào giữ lại, hiện lên trong thiên hạ. Dưới chân chữa trị tốt Vạn Long Đại Trận, càng là trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành hư vô. Ngươi, Chiến Thiên Hoang khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới Mạnh Trường Khanh chẳng những không có lựa chọn trấn áp Ngao Linh Tịch, thậm chí đánh nát Vạn Long Đại Trận, hơn nữa là triệt để đánh nát cái chủng loại kia, tuyệt không có thể sửa chữa. Bạch, Mạnh Trường Khanh nhìn về phía bọn hắn, trong mắt kiếm quang lấp lóe, rầm rầm rầm, đến hàng vạn mà tính thánh địa cường giả, trực tiếp tại chỗ bạo thể, hình thần câu diệt, bao quát Chiến Thiên Hoang. Không, phát giác được nguy hiểm giáng lâm, Chiến Thiên Hoang chỉ có thể tuyệt vọng giống to, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hắn giờ phút này đã không có dư lực thôi động thánh khí. Mạnh Trường Khanh lựa chọn tốt lý tốt, cũng làm cho Phạt Thánh Minh các cường giả ngây ra như phỗng, không có Vạn Long Đại Trận kiềm chế, Thứ Hai Ma Uyên khe hở sợ là sẽ phải lập tức mở rộng, mà bên trong ma tộc cũng đem không bị quản chế hẹn, có thể tùy ý tiến vào nhân giới. Nói một cách khác, có lẽ lập tức liền muốn đối mặt ma tộc. Nếu như một chủng tộc tương lai cần dựa vào một con rồng đến kéo dài, kia nhất định là đi không dài. Ta chẳng những muốn dẫn dắt các ngươi cải biến thời đại này, còn muốn đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Mạnh Trường Khanh tay phải nâng lên, thiên địa tơ bông, xích tiêu vào tay. Theo Vạn Long Đại Trận vỡ nát, Thứ Hai Ma Uyên khe hở rốt cục không bị hạn chế, điên cuồng mở rộng, ma khí ngập trời, đến hàng vạn mà tính, thậm chí hàng mấy trăm ngàn ma tộc hưng phấn địa trùng sát ra. Bọn chúng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng không trọng yếu, chỉ cần có thể tiến vào nhân giới là được. Thân là thiên ma, nhưng rất ưa thích nhân tộc nhục thân khen. Oanh, nhưng mà nghênh đón bọn chúng lại là một đạo kinh khủng kiếm quang. Trong chốc lát, vạn vật không còn, tất cả tiến đến ma tộc toàn bộ hóa thành cho bụi. Này tòa Ma Uyên, để ta tới trấn. Mạnh Trường Khanh tóc đen bay phấp phới, mắt sáng như sao, chân phải nâng lên, một bước bước vào đến Ma Uyên bên trong. Thể nội Chân Ma Công cũng bắt đầu vận chuyển. Mặc dù thiên ma địa ma cùng tồn tại, nhưng chủ yếu vẫn là lấy thiên ma làm chủ, cho nên tại tới thời điểm Mạnh Trường Khanh liền có mặt khác mục tiêu. Hắn muốn mượn tòa này Ma Uyên để cho mình tinh thần tu vi đạt tới vô thượng ngũ giai, thậm chí cao hơn, từ đó thỏa mãn đặt chân trí tôn điều kiện. Nói cách khác, hắn muốn ở chỗ này thành tựu trí tôn. Giống Ngao Linh Tịch tại bay ngược quá trình bên trong bỗng nhiên hiện ra bản thể, dài vạn trượng thân rồng vắt ngang hư không. Nàng thét dài một tiếng, hướng phía Mạnh Trường Khanh bay đi, thanh âm tràn đầy cảm động. Nàng thật không nghĩ tới Mạnh Trường Khanh nhất biết chọn lựa như vậy, đã không có cô phụ nàng, cũng không có dùng bỏ nhân tộc, nhưng độc thân nhập Ma Uyên, lại là Thứ Hai Ma Uyên, có thể nghĩ đến cỡ nào hung hiểm. Mạnh Trường Khanh đây là vì nàng, đem mình ở vào trong nguy hiểm. Phụ thân, ta gặp được bằng hữu chân chính, ta sẽ không để cho một mình hắn đi đối mặt. Ngao Linh Tịch nhanh chóng bay đến Mạnh Trường Khanh dưới chân, để đứng ở đầu mình đỉnh. Thân là trí tôn yêu tộc, cỡ nào cao ngạo tồn tại, là sẽ không cho phép những sinh linh khác đứng tại trên đầu mình. Nhưng giờ khác này, Ngao Linh Tịch lại là xuất phát từ nội tâm địa nguyện ý, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Không đợi Mạnh Trường Khanh nói chuyện, Ngao Linh Tịch trước tiên mở miệng. Được. Ngao Linh Tịch ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ. Mạnh Trường Khanh chỉ có thể khóe miệng khẽ nhếch. Vậy liền để chúng ta dắt tay, để cái gọi là Thứ Hai Ma Uyên triệt để trở thành lịch sử. Giống khe hở vẫn tại không ngừng mở rộng, ma vực bên trong tràng cảnh cũng rơi vào đến trong mắt mọi người. Kia là âm u thế giới, không cảm giác được sinh cơ tồn tại. Một người một rồng không ngừng chém vỡ vây tới ma tộc, hướng phía Ma Uyên chỗ sâu trùng sát mà đi. Kia áo trắng như tuyết vô địch thân ảnh, tựa như đao khắc, thật sâu ấn tiến vào trong lòng của tất cả mọi người, vĩnh viễn khó mà quên. Hắc Bạch học cung, phụng bồi. Hắc Bạch lão đạo hít sâu một hơi, già nua trên mặt lần thứ nhất xuất hiện hồng quang. Theo lý thuyết, giống hắn tuổi như vậy, sớm đã tâm như chỉ thủy, cho dù là chiến đấu, đều không thể sinh ra tâm tình hưng phấn. Nhưng hôm nay, giờ phút này, tĩnh mịch huyết dịch ẩn ẩn muốn sôi trào lên. Tại tu hành giới, Ma Uyên yêu thổ sớm đã trở thành đại danh từ kinh khủng nguy hiểm, có thể đem nó ngăn tại Ma Uyên bên ngoài, liền đã rất tốt, chưa từng nghĩ tới chủ động giết tiến Ma Uyên bên trong. Đây là Chính Nhất Thánh Địa cầm quyền đến nay, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Có lẽ, hoàn toàn chính xác nên thay cái phương thức, tuổi trẻ thật tốt. Hắc Bạch lão đạo trưởng cười một tiếng, mang theo học cung cường giả, cũng giết tiến vào Ma Uyên bên trong. Thần Tiêu Đao Tông, phụng bồi. Hàn Liệt cũng là cười to. Đông môn gia, phụng bồi. Cảm xúc giống như nhận lây nhiễm, tất cả Phạt Thánh, ADED, Minh võ giả cũng bắt đầu hưng phấn lên. Để Thứ Hai Ma Uyên trở thành lịch sử sao? Thật sự là thật là lớn khí phách. Đổi lại trước kia, không người nào dám nghĩ, dù sao bên trong sinh tồn nước cờ 10 cái đỉnh cấp ma tộc bộ lạc, cơ bản đều là Hắc Bạch học cung loại trình độ này. Nhưng bây giờ, nếu như là minh chủ dẫn dắt, khẳng định sẽ khác nhau. Tu hành giới Ma Uyên đông đảo, một mực là nhân tộc trong lòng bệnh dữ, hoàn toàn chính xác hẳn là thay cái cách sống, đi theo minh chủ, giết tiến Ma Uyên, giết sạch ma tộc. Có người cùng nhiệt địa hô to, đi theo minh chủ, tiếng như thủy triều, tất cả Phạt Thánh Minh cường giả toàn bộ vọt vào. Đây cũng là rất nhiều người lần thứ nhất tiến vào tòa này trong truyền thuyết kinh khủng lớn Ma Uyên. Nhật Nguyệt Ma Tộc, Thứ Hai Ma Uyên bên trong, mạnh nhất ma tộc. Tộc này có chút quỷ dị, chia làm ngày ma cùng nguyệt ma. Ngày ma thuộc về địa ma, nhục thân cường hãn, nguyệt ma thì là thiên ma, tinh thần kinh khủng. Hai bình thường đều là lấy song bào thai hình thức giáng sinh, cả đời đều cùng một chỗ, tức là huynh muội, cũng là vợ chồng, đồng thời còn có thể lẫn nhau dung hợp, thực lực bạo tăng. Cũng bởi vậy, Nhật Nguyệt Ma Tộc trở thành gần với Trí Tôn Ma Tộc cường đại tồn tại, đứng ở vô số đỉnh cấp ma tộc phía trên. Lúc này, trong ma cung, Nhật Nguyệt Ma Tộc tộc trưởng đương nhiệm, đỉnh cấp đại ma vương, chính hai đầu gối quỳ xuống đất, bình thường uy nghiêm khuôn mặt sớm đã không thấy, còn sót lại kính sợ, tham kiến vô thượng ma tôn, Thiên Tà Hoàng đại nhân. Chỉ gặp tộc trưởng trên bảo tọa, ngồi một vị trung niên ma tộc, đầu sinh độc giác, mặt sinh bốn mắt, ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ ngay cả hư không đều có thể đông lạnh nát. Gần nhất luyện một bộ ma vương phân thân, vừa lúc đi ngang qua nơi đây, liền tới xem một chút. Trung niên ma tộc nhìn hắn một cái, tình huống của ngươi không tệ, thế mà đã bắt đầu lĩnh hội bản nguyên, chỉ bất quá có thể hay không ngộ ra là mặt khác một mã sự tình, thuộc hạ sẽ cố gắng. Tộc trưởng sắc mặt vui mừng, vội vàng cung kính, muốn lấy được vị này ma tôn khích lệ cũng không phải dễ dàng như vậy. Phải biết tại ma vực tất cả ma tôn bên trong, Thiên Tà Hoàng đại nhân chính là mạnh nhất, thực lực tại mấy trăm năm trước chính là không thể nghi ngờ thứ nhất, bây giờ càng là không biết mạnh bao nhiêu. Bất quá trước mắt chỉ là một đạo phân thân mà thôi, nhưng cho dù là ma vương phân thân cũng đủ để tùy tiện chém giết hắn. Chuẩn bị cẩn thận dưới, không bao lâu chúng ta ma tộc liền muốn chính thức tiến đánh nhân tộc cương vực. Thiên Tà Hoàng chậm rãi nói. Thật sao? Tộc trưởng phi thường kinh hỉ, chúng thuộc hạ giờ khác này đã rất lâu rồi. Nhân tộc cương vực chính là thế giới trung tâm, có thể nghĩ đến cỡ nào địa phì nhiêu. Tại thượng cổ thời kỳ cũng là vạn tộc chỗ tranh chi địa, ma tộc nếu có thể ở cái kia cương vực sinh tồn, tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Nhân tộc nội loạn, thế như nước với lửa, đến lúc đó Chính Nhất Thánh Địa cũng rất khó bận tâm đến Thứ Nhất Ma Uyên. Bản tôn đã tìm được vỡ vụn Ma Uyên đại trận phương pháp, kia mấy cỗ nhân tộc thiên trí tôn di hài không cách nào lại ngăn trở bản tôn. Thiên Tà Hoàng trên mặt hiển hiện tiếu dung. Chúc mừng ma tôn đại nhân, nhất thống thiên hạ ở trong tầm tay. Tộc trưởng lại lần nữa cung kính. Cái gọi là Ma Uyên kỳ thật chính là không gian thông đạo. Thời kỳ thượng cổ, ma tộc chiến bại, bị nhân tộc cường giả lưu đày tới hoang vu chi địa, không cách nào lại từ bình thường đường tắt trở về, chỉ có thể dựa vào Ma Uyên, mà không phải cái gì Ma Uyên đều có thể tiếp nhận trí tôn tồn tại, chỉ có Thứ Nhất Ma Uyên mới có thể. Cho nên giống Thiên Tà Hoàng đại nhân cường đại như vậy ma tôn, chỉ có thể từ Thứ Nhất Ma Uyên tiến vào nhân tộc cương vực, mà nơi đó là người nặng trấn giữ chi địa, thậm chí còn thả ở 3 bộ thiên trí tôn di hài làm trận nhãn, dẫn đến ma tôn nhóm cũng thúc thủ vô sách. Ha ha ha, Thiên Tà Hoàng tâm tình thật tốt. Đông, cửa điện bị gõ vang. Chuyện gì? Tộc trưởng không vui. Mình rõ ràng nói qua, đừng tới quấy rầy, làm sao còn có không có mắt. Thiên Tà Hoàng đại nhân là bực nào trí cao tồn tại, bình thường nào có cơ hội nhìn thấy. Tộc trưởng, căn cứ tin tức, trấn áp Thứ Hai Ma Uyên Vạn Long đại trận, không hiểu thấu vỡ vụn, là triệt để vỡ vụn cái chủng loại kia. Bên ngoài thanh âm vang lên. Cái gì? Tộc trưởng vô cùng kinh hỉ, mà Thiên Tà Hoàng cũng là hiển hiện kinh ngạc. Vạn Long đại trận chính là thượng cổ đại trận, từ Chính Nhất Thánh Địa trấn giữ, làm sao lại nát, vẫn là triệt để vỡ vụn. Ý vị này, nơi đây ma tộc rốt cục có thể không bị hạn chế, tự do tiến vào nhân tộc cương vực. Có ý tứ. Thiên Tà Hoàng đứng lên, hắn không nghĩ tới tùy tiện tới một chuyến, còn có thể gặp được loại này tin tức tốt, vừa vặn có thể dùng cỗ này phân thân, đi nhân tộc đi đến vừa đi, tận dụng thời cơ, thông chi nơi đây tất cả ma tộc bộ lạc, giết vào nhân giới. Thiên Tà Hoàng nói, động lòng người tộc có Trí Tôn. Tộc trưởng do dự một chút, không cần lo lắng, bọn hắn còn tại nội đấu bên trong, không rảnh bận tâm chúng ta, đương nhiên các ngươi cũng đừng quá phận, không muốn trắng trợn xâm lấn, tại Ma Uyên cửa vào, thành lập không thể phá vỡ cứ điểm là đủ. Bản tôn cũng sẽ giúp các ngươi. Thiên Tà Hoàng tùy ý nói, rõ, nghe được Thiên Tà Hoàng cũng sẽ hỗ trợ, tộc trưởng lập tức yên tâm. Không xong, bỗng nhiên bên ngoài lại có tiếng âm vang lên. Thì thế nào? Tộc trưởng không vui, bẩm báo tộc trưởng, tộc giết tiến đến. Nhật Nguyệt Ma Tộc tộc trưởng trong nháy mắt sửng sốt, còn tưởng rằng mình là nghe lầm. Nhân tộc giết tiến đến, nói đùa cái gì? Bây giờ nhân tộc sớm đã không như trên cổ, đừng nói tiến công ma vực, bọn chúng liền không công kích mình, nhân tộc liền nên cảm ơn trời đất. Làm sao có thể dám chủ động tiến công, lại dám báo cáo sai quân tình, ngươi có mấy cái đầu có thể rơi. Tộc trưởng lạnh giọng, hồi bẩm tộc trưởng, thuộc hạ lời nói, tuyệt vô hư ngôn, hết thảy đều là thật. Tộc nhân thanh âm sợ hãi, nghe vậy, Bác Tư Cách nhìn về phía Thiên Tà Hoàng. Có ý tứ, xem ra Vạn Long Đại Trận là nhân tộc mình triệt hồi, cũng không phải là bởi vì nào đó, cái ngoài ý muốn. Thiên Tà Hoàng đứng chắp tay, trên mặt bốn mắt phù, hiện quang mang nhàn nhạt, báo, lại có ma tộc đến. Sắc mặt trắng bệch, có phát sinh cái gì rồi? Bác Tư Cách không vui, mời tộc trưởng nhanh chóng trợ giúp tiền tuyến, đã có 8 tòa vương thành. Nói đến nơi đây ngừng lại, ma tộc thân thể đều đang run rẩy. Có chuyện mau nói, dừng lại cái gì? Bác Tư Cách trong lòng hiện lên một vòng dự cảm không tốt, bị diệt, dứt lời, trong điện lập tức an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. 8 tòa vương thành hủy diệt, làm sao có thể? Mỗi tòa vương thành đều đại biểu một cái đỉnh cấp bộ tộc lớn, chí ít có 3 vị trở lên ma vương trấn thủ, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liên tiếp bị diệt? Đây quả thực không thể nào hiểu được, cụ thể xảy ra chuyện gì còn không mau tinh tế nói tới. Bác Tư Cách trực tiếp bắt lấy tộc nhân, đem nó xách lên. Là Chân Ma Công, cầm đầu nhân tộc, hắn sẽ Chân Ma Công. Ma tộc sợ hãi nói, cái gì? Bác Tư Cách sắc mặt đột biến, không chỉ là hắn, từ trước đến nay tỉnh táo Thiên Tà Hoàng cũng không nhịn được mày nhíu lại gấp. Chân Ma Công, thật đơn giản 3 chữ, lại là ma tộc khắc tinh, đã có gần vạn năm chưa từng xuất thế, nhưng trước đó không lâu lại lần nữa hiện thế. Đồng thời căn cứ tin tức, Chân Ma Công người sở hữu khả năng không chỉ một vị, xác định cái này nhân tộc vị trí. Thiên Tà Hoàng thân hình lóe lên, đi vào Bác Tư Cách trước mặt, đôi mắt u quang lấp lóe. Ma tôn đại nhân, ngài là muốn? Bác Tư Cách khẽ giật mình, nhân tộc có câu nói, đến đâu thì hay đến đó. Thiên Tà Hoàng chậm rãi nói, Chân Ma Công mặc dù đối ma tộc có rất mạnh khắc chế chi lực, nhưng ma tộc qua nhiều năm như vậy cũng không phải không có nghĩ qua phản chế chi pháp, bây giờ đã có hiệu quả, bất quá chỉ có hắn dạng này ma tôn, lại là đỉnh cấp ma tôn, mới có thể làm đến. Nhân tộc dám vào xâm thứ hai Ma Uyên, đoán chừng cậy vào chính là Chân Ma Công, chờ bản tôn phế đi người kia, những người khác cũng liền không đủ gây sợ. Thiên Tà Hoàng nói, rõ. Bác Tư Cách thở nhẹ một hơi, thật sự là ma tổ phù hộ. Thiên Tà Hoàng đại nhân ở đây, nếu không hôm nay thứ hai Ma Uyên nguy rồi. Chân Ma Công, thê lương thanh âm tại rơi U Vương trên thành không đột nhiên vang, tràn đầy không cam lòng. Thân là đường đường đỉnh phong ma vương, hắn tự nhận là sẽ không thua bất luận một vị nào nhân tộc võ vương, nhưng bây giờ lại bởi vì một môn công pháp, ngạnh sinh sinh địa bị khắc chế, một thân thực lực cũng không phát huy được, chớt được quá mức biệt khuất. Phốc phốc, Lạc U Ma Vương bị xuyên thủng, hóa thành một sợi cấp 8 thiên ma chi khí, đầy trời đen nhánh xiềng xích bay múa, không ngừng đồ sát lấy trong vương thành ma tộc, hoặc hóa thành thiên ma chi khí, hoặc hóa thành địa ma huyết tinh. Cấp 8 trở lên, Mạnh Trường Khanh toàn bộ đều bỏ vào trong túi. Về phần cái khác thì lưu cho Thái Huyền Tông cùng Phạt Thánh Minh người. Không nghĩ tới minh chủ thế mà lại trong truyền thuyết Chân Ma Công. Không tệ, khó trách dám xâm nhập Ma Uyên. Có Chân Ma Công tại, ngang cấp ma vương cũng phải như là sâu kiến. Phạt Thánh Minh các cường giả không ngừng thu lấy Mạnh Trường Khanh không muốn thiên ma chi khí, sắc mặt hưng phấn mà cuồng nhiệt. Có thiên ma chi khí tại, tự thân tinh thần tạo nghệ rốt cục có thể tiến thêm một bước. Mạnh Trường Khanh đứng tại đỉnh đầu Ngao Linh Tịch, vẫy tay một cái, Lạc U Ma Vương thiên ma chi khí vào tay. Đây là thập pháp thiên ma vương, đặt ở bình thường đủ để cho bất luận một vị nào nhân tộc võ vương kiêng kỵ thậm chí e ngại, nhưng ở trước mặt hắn lại cùng sâu kiến không khác, gần sát mi tâm, nhanh chóng hấp thu. Tại nhất tâm nhị dụng thiên phú dưới, hắn căn bản không cần tìm địa phương, an tâm lĩnh hội, có thể vừa đánh vừa lĩnh hội, không ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên đang hấp thu gần 40 vị ma vương thiên ma chi khí sau, tinh thần của hắn tu vi đã tăng lên tới vô thượng cấp tam giai, khoảng cách tiêu chuẩn thấp nhất ngũ giai, còn sót lại nhị giai. Mặc dù càng về sau, tăng lên càng khó, cần thiết thiên ma chi khí cũng càng vì khổng lồ, nhưng tính một cái, chỉ cần giết sạch thứ hai ma uyên hẳn là đủ, nhưng nghĩ đặt chân bất hủ vẫn là có độ khó rất cao. May mắn Bạch Tố Khê đã luyện thành chân ma công hậu thiên, nếu không chỉ bằng vào trước đó trung thiên, muốn dễ dàng như vậy xử lý ma vương vẫn là có một tia khó khăn. Mạnh Trường Khanh thả tay xuống, chân ma công trung thiên chỉ có thể ứng đối cấp 8 trở xuống, cũng chính là tương đương với phong hầu kính ma tộc, chỉ có hậu thiên mới có thể khắc chế ma vương, thậm chí là ảnh hưởng đến ma tôn. Bất quá đối với hắn mà nói, dù là không có chân ma công, chỉ dựa vào tự thân nội tình cũng có thể trấn áp thứ hai ma uyên tất cả ma vương. Không gian pháp tắc vừa ra, bên trong vương đạo cảnh hắn sớm đã không có đối thủ, chỉ là sử dụng chân ma công sẽ càng thêm nhẹ nhõm đơn giản chút mà thôi. Giống Ngao Linh Tịch miệng rộng mở ra, bốn phía rất nhiều thiên ma chi khí hướng nàng cuồn cuộn mà đi, nuốt vào trong bụng. Nàng cũng coi là kiếm bộn rồi, đi theo Mạnh Trường Khanh trên đường ăn không ít thiên ma chi khí, chỉ đợi ngày sau tiêu hóa sạch sẽ, tinh thần tu vi tuyệt đối sẽ tăng vọt. Trưởng giáo, đại trưởng lão xuất hiện, cầm trong tay cái bình nhỏ, cũng đang không ngừng thu lấy thiên ma chi khí. So với Mạnh Trường Khanh, hắn cần phải công việc quản gia nhiều, quản hắn mấy cấp thiên ma chi khí, tất cả đều thu lại, chuẩn bị mang về tông môn cho đệ tử sử dụng. Bất quá hắn cũng không nói Mạnh Trường Khanh lãng phí cái gì, dù sao Mạnh Trường Khanh hiện tại ngoại trừ trưởng giáo thân phận bên ngoài, vẫn là Phạt Thánh Minh minh chủ, tự nhiên muốn chiếu cố từng cái Phạt Thánh Minh, cũng coi là thu lấy lòng người. Mình chăm chỉ điểm, thu nhiều một chút là được rồi. Chuyện gì? Mạnh Trường Khanh nhìn về phía đại trưởng lão, bây giờ đã là thứ 8 vương thành, kế tiếp còn có 27 tòa, nơi đây ma tộc hiện tại khẳng định là biết được ngươi tồn tại, tất nhiên sẽ đoàn kết lại, cộng đồng ứng đối. Đại trưởng lão nói. Không sao, Mạnh Trường Khanh thanh âm bình tĩnh, trên thân dũng động vô địch khí thế. Đại trưởng lão gật gật đầu. Hắn hiện tại đối với Mạnh Trường Khanh sớm đã không có bất kỳ nghi ngờ nào. Không có chân ma công, Mạnh Trường Khanh cũng đã là vương đạo cảnh vô địch tồn tại, hiện tại càng là dệt hoa trên gấm, như hổ thêm cánh. Chỉ là thứ hai ma uyên, cần gì tiếc nuối, lại hướng phía trước sẽ là thứ hai ma uyên vô tận ma sơn. Đại trưởng lão tới, chủ yếu là cùng Mạnh Trường Khanh giới thiệu thứ hai ma uyên tình huống. Trước đây Mạnh Trường Khanh giết đến quá nhanh, cho tới bây giờ bọn hắn mới đuổi kịp. Vô tận ma sơn vô cùng cao ngất, quán thông đồ vật, tựa như một tòa cương vực biên thành, lâu dài có cường đại ma tộc trấn thủ. Chờ ngươi đi qua, ma tộc phương diện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại trưởng lão nói hoàn. Vô tận ma sơn, quán thông đồ vật, tựa như là lạch trời, cách xuất Nam Bắc. Bởi vì phía Nam địa vực nhỏ bé, cho nên bị chia làm chiến trường tiền tuyến, mà vô tận ma sơn thì trở thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một khi vô tận ma sơn bị phá, như vậy phía sau ma vực sẽ mất đi tất cả bảo hộ. Lúc này, vô tận bên trên ma sơn sớm đã ma ảnh trùng điệp, liệt ma ngàn vạn, liên tiếp 8 tòa vương thành hủy diệt, đưa tới tất cả ma tộc vương thành chú ý cùng sợ hãi. Vào thời khắc này, giữa lẫn nhau tất cả mâu thuẫn toàn bộ ném sau ót, chỉ vì nghênh địch. Đáng chết, tại sao lại có một vị chân ma công người tu luyện như thế đường hoàng xâm lấn, đơn giản không có đem chúng ta để vào mắt, hoàn toàn trở thành tư lương. Ma sơn nghị sự đại điện bên trong, thanh âm ồn ào. Ngày xưa tiềm tu ma vương tất cả đều tới, hoặc sợ hãi, hoặc phẫn nộ, hoặc gào thét. Yên tĩnh. Ngày lẻ 4 số không nguyệt ma tộc tộc trưởng Bác Tư Cách xuất hiện, làm trước mắt tiếp cận nhất ma tôn chi cảnh tồn tại, hắn vẫn rất có phân lượng. Đại điện bên trong lập tức an tĩnh lại. Bác Tư Cách, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao vị kia chân ma công người tu luyện? Hắn không chớt, chớt chỉ chúng ta. Một vị ma vương nói. Không tệ, nhân tộc mặc dù khí thế hung hung, nhưng nói thật, ngoại trừ cái kia chân ma công, những người khác bản vương cũng không để vào mắt. Cái khác ma vương nhao nhao nói. Bác Tư Cách không có trả lời, cũng không có ngồi tại đại điện chủ vị bên trên, mà là lui về phía sau mấy bước, một chân quỳ xuống, tham kiến ma tôn. Dứt lời, chủ vị quang ảnh lưu chuyển, xuất hiện một thân ảnh, chính là Thiên Tà Hoàng. Gặp đây, tất cả ma vương sắc mặt kịch biến, tựa hồ không nghĩ tới trong truyền thuyết đỉnh cấp ma tôn Thiên Tà Hoàng đại nhân thế mà lại xuất hiện. Sau khi tĩnh hồn lại, từng cái liền vội vàng đứng lên, một gối quỳ xuống, tham kiến ma tôn. Tiếng như thủy triều ở trong đại điện vang vọng. Đứng lên đi, Thiên Tà Hoàng tùy ý nói. Rõ. Ma vương nhóm nhao nhao đứng dậy, lập tức trên mặt hiển hiện vẻ hưng phấn. Có ma tôn tại, Vậy hôm nay nguy hiểm cũng không cần lo lắng quá mức. Mặc dù trước mắt chỉ là Thiên Tà Hoàng Đại Nhân một tôn ma vương phân thân, nhưng Thiên Tà Hoàng Đại Nhân cũng không phải cái gì phổ thông ma tôn, chính là ma tôn bên trong đỉnh cấp tồn tại. Cho nên cho dù là ma vương phân thân, cũng sẽ vô cùng cường đại, bao trùm ở đây tất cả mọi người phía trên. Một thời đại xuất hiện hai vị chân ma công người tu luyện, đối với ta ma tộc mà nói, hoàn toàn chính xác không phải tin tức tốt gì, nhưng các ngươi cũng đừng lo lắng, bản tôn đã tới. Vậy thì có ứng đối chi pháp, chân ma công không còn là tuyệt đối vô địch. Hôm nay bản tôn sẽ đem nhân tộc kia chém giết tại Vô Tận Ma Sơn bên ngoài. Thiên Tà Hoàng khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin. Nghe vậy, ở đây tất cả ma vương trên mặt đều hiện lên vẻ mừng như điên. Ứng đối chi pháp, xem ra đoạn thời gian trước tin tức là thực sự. Ma tôn nhóm đã nghiên cứu ra ngăn cản chân ma công phương pháp, bất quá vẻn vẹn cực hạn tại ma tôn nội bộ. Ma tôn uy vũ, chúng ma vương dập đầu, trong lòng tảng đá lớn cũng theo đó buông xuống. Đối với ma tộc thứ nhất ma Thiên Tà Hoàng Đại Nhân, bọn hắn hay là vô cùng tín nhiệm. Chỉ tiếc thứ hai Ma Uyên không thể thừa nhận trí tôn lực lượng, nếu không Thiên Tà Hoàng Đại Nhân liền có thể bản thể giáng lâm. Đông đông đông, bỗng nhiên bên ngoài vang lên nặng nề tiếng chống trận. Đến rồi, tất cả ma vương sắc mặt run lên. Đó chính là Vô Tận Ma Sơn sao? Mạnh Trường Khanh ngồi cưỡi đầu rồng, đứng chắp tay, thương phong từ đến, tóc đen nhẹ bay, tựa như tinh thần thâm thúy, ánh mắt rơi về phía phương xa. Ở nơi đó, đen nhánh dãy núi liên miên vô tận, cao ngất đến cực điểm, chí ít có vạn trượng. Phía trên cũng dựng lên tường thành, ma ảnh trùng điệp, vô số khí tức tràn ngập, hiển nhiên sớm đã chờ đợi. Đối với ma tộc mà nói, hôm nay quả thực là khó có thể tưởng tượng một ngày, thế mà bị nhân tộc xâm lấn đến vị trí này. Đây là dĩ vãng xưa nay chưa từng xảy ra qua. Hô, sau lưng Mạnh Trường Khanh, đến hàng vạn mà tính Phạt Thánh Minh cường giả cũng nhất nhất xuất hiện. Bọn hắn nhìn qua cao ngất Vô Tận Ma Sơn, nội tâm rung động, dọc theo con đường này, nhìn thấy quá nhiều dĩ vãng chỉ tồn tại ở trong sách cổ địa phương, cũng không nghĩ tới có một ngày mình có thể lại tới đây. Quả nhiên, người muốn cùng đối người, minh chủ. Tất cả mọi người nhìn về phía trước Mạnh Trường Khanh, cái kia đạo cao áo trắng bóng lưng, từ đầu đến cuối đều tràn ngập tung hoành bát hoang, khí thế bẫy nghệ thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Bên trên Ma Sơn, tiếng trống trận oanh minh, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, đều là ma vương. Mạnh Trường Khanh đến, để từng cái ma tộc vương thành tinh nhuệ ra hết, cho dù là bế tử quan lão ma vương đô không thể không ra. Cho nên bây giờ Vô Tận bên trên Ma Sơn, ma vương số lượng đã cao tới hơn 100 vị, đồng thời đại bộ phận đều là cực mạnh loại kia. Gặp đây, Mạnh Trường Khanh trên mặt hiện lên tiếu dung, không tệ, như thế rất tốt, góp một khối, cũng bớt đi hắn từng cái đi tìm thời gian. Nhân tộc, thanh âm trầm thấp vang lên không, một đạo thân ảnh khôi ngô cũng xuất hiện, chính là Bác Tư Cách. Lại dám xông vào ta thứ hai Ma Uyên, tùy ý tàn sát, hôm nay ngươi tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, vì ta tất cả ma tộc anh linh chôn cùng. Bác Tư Cách lạnh giọng nói, đồng thời nhục thân nhúc nhích, dưới nách lại lần nữa sinh ra hai tay, cái cổ đằng sau càng là mọc ra một đầu, bất quá lại là nữ tướng. Nhật Nguyệt Ma Tộc, Thiên Ma Địa Ma cùng tồn tại, một nam một nữ, khi tiến vào vương đạo cảnh về sau, liền có thể lẫn nhau dung hợp. Hưu hưu hưu, từng đạo ma vương tùy theo xuất hiện, tụ lại khí tức, chấn thiên động địa, quét sạch sơn hà. Phạt Thánh Minh phương diện tự nhiên không cam lòng yếu thế, mặc dù vương đạo số lượng phương diện không có ma vương nhiều như vậy, nhưng bây giờ bọn hắn cũng sẽ không e ngại, đồng thời riêng phần mình thế lực cũng không có tinh nhuệ tề xuất, nếu là đều tới, tuyệt sẽ không ít hơn so với những ma tộc này. Ta không cảm thấy ngươi có ngăn lại tư cách của ta. Mạnh Trường Khanh mỉm cười, hắn không có, vậy bản tôn đâu? Bỗng nhiên, thương khung phong vân biến ảo, sinh bắt đầu, tử chi tự, phụng ta thì công bên trên xương khô, nghịch ta thì dưới lòng bàn tay vong hồn, hoàng giả giáng lâm, duy này hai đạo. Một đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện tại chúng ma vương phía trước, thân mang màu đen giáp trụ, tóc đỏ nhạt, mặt sinh bốn mắt, nồng đậm uy áp, viễn siêu bên cạnh ma vương. Thiên Tà Hoàng, Hắc Bạch lão đạo bên kia nhận ra được. Cái gì? Thiên Tà Hoàng? Có càng nhiều võ vương nhận ra được, cơ bản đều là tương đối cao tuổi cái chủng loại kia người, bọn hắn sống mấy ngàn năm lâu, lịch duyệt tự nhiên cũng là phong phú nhất. 5.5 Thiên Tà Hoàng là ai? Một chút tuổi trẻ điểm không biết, cho nên hỏi. Đây là ma tộc bên trong người mạnh nhất, tại cực kỳ lâu trước kia, chính là Trí Tôn. Có người trả lời, Trí Tôn, dứt lời, lập tức gây nên một trận hít vào khí lạnh. Bất quá đây cũng là ma vương phân thân, Trí Tôn là không cách nào giáng lâm thứ hai Ma Uyên. Hắc Bạch lão đạo sắc mặt chậm xuống tới, thì ra là thế. Đám người giật mình, nếu như vẻn vẹn chỉ là ma vương phân thân, vậy liền không cần lo lắng. Lấy minh chủ thực lực, trừ phi tới là Trí Tôn, nếu không cho dù là Trí Tôn phân thân, cũng chỉ có vẫn lạc hạ tràng. Thiên Tà Hoàng hơi nhíu mày, nhân tộc phản ứng, đầu tiên là chấn kinh, sau đó là nhẹ nhõm, xem bộ dáng là đối vị kia chân ma công người tu luyện tràn đầy lòng tin, cảm thấy có chân ma công tại, dù cho là Trí Tôn phân thân, cũng có thể chém giết. Đã như vậy, vậy mình nhất định phải đến làm cho những này nhân tộc kiến thức một chút cái gì là tuyệt vọng. Ngươi, cũng giống vậy. Mạnh Trường Khanh nhìn thoáng qua, mỉm cười. Hậu phương lời của mọi người, hắn tự nhiên là nghe được. Không nghĩ tới sẽ là Trí Tôn phân thân. Mặc dù tại khí tức bên trên, hoàn toàn chính xác hơn xa ở bên cạnh chúng ma vương, nhưng cuối cùng chỉ là ma vương cảnh. Trên thân cũng không có trí cao pháp tắc hương vị. Lấy chiến lực luận, nhiều nhất ở vào thập pháp cùng 11 pháp ở giữa. Vẫn như cũ có thể tùy tiện nắm. Có ý tứ. Thiên Tà Hoàng khóe miệng khẽ nhếch, xem ra chân ma công tồn tại đã để vị này tuổi trẻ võ vương bành trướng đến cực hạn, cho rằng có thể quét ngang ma vực vô địch thủ. Cho dù tại năm đó, chân ma công cũng vô pháp tùy tiện ứng đối ma tôn cấp tồn tại, huống chi là hiện tại. Ngươi tên là gì? Bản tôn không trảm hạng người vô danh. Thiên Tà Hoàng tiến về phía trước một bước, chậm rãi nói, một cái sắp chớt đi ma, liền không cần biết nhiều lắm. Mạnh Trường Khanh giơ tay lên, cũng không muốn lãng phí thời gian, nắm chặt đem những này ma vương cho cùng nhau giải quyết đi. Không bốn trong lòng bàn tay vô số đen nhánh xiềng xích cuồn cuộn mà ra, lít nha lít nhít, trên đó lấp lóe u quang, phun trào thần bí vật chất. Khi nhìn đến những ánh sáng này lúc, tất cả ma vương đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Chấn ma lực là từ thiên địa sơ khai lúc liên tồn tại lực lượng, đặc biệt nhằm vào ma tộc. Cũng may số lượng cực ít, mỗi cái thời đại chỉ có một phần, cho nên ma tộc có thể tồn tục đến bây giờ. Nếu là lại nhiều điểm, ma tộc đã sớm tại thượng cổ lúc liền triệt để diệt tuyệt, càn rỡ. Thiên Tà Hoàng lạnh giọng, làm ma tộc Trí Tôn, hắn đã thật lâu không có bị người như thế xem thường qua. Tiệt Thiên Ma Lô. Thiên Tà Hoàng miệng há mở, một đạo màu đen chi vật bay ra, tiếp theo không ngừng biến lớn. Kia là to lớn đen nhánh lò, mặt ngoài có khắc rất nhiều quỷ dị đồ án, càng có màu xám đậm sương mù trôi nổi. Hô, ma lô thức tỉnh, vô số quang mang nở rộ, kinh khủng hấp lực sinh ra, đúng là đem tất cả xiềng xích nuốt vào. Cái gì? Một màn này trực tiếp nhìn ngây người toàn trường. Phạt Thánh Minh bên này càng là sắc mặt kịch biến, mọi việc đều thuận lợi, chân ma công thế mà bị phá. Đó là cái gì ma khí? Ngay cả chân ma công xiềng xích đều có thể thôn phệ. Ma tôn uy vũ. Ma tộc bên này lập tức vang lên hải khiếu âm triều, tràn đầy cuồng hỉ cùng hưng phấn. Nghe đồn là thật, ma tôn nhóm thực sự nghĩ ra ứng đối chân ma công biện pháp. Mạnh Trường Khanh hơi nhíu mày, cái này ma lô hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của hắn, thế mà ngay cả chân ma công xiềng xích đều có thể thôn phệ, phải biết mỗi một đầu đều có được chấn ma hiệu quả. Bất quá nhất làm cho hắn chấn động vẫn là ma lô bên trên màu xám đậm sương mù, quá quen thuộc, đúng là hắn đúc thành võ thần thân thể lúc từ nhục thân bên trên chỗ sâu bước đi ra quỷ dị chi vật. Nhân tộc cũng là bởi vì thứ này mới có thể từ tiên thiên sinh linh biến thành như bây giờ, không nghĩ tới ma tộc thế mà đã nắm giữ như thế tồn tại. Thế nào, bắt đầu sợ sao? Thiên Tà Hoàng khóe miệng khẽ nhếch, Tiệt Thiên Ma Lô lơ lửng ở trên đỉnh đầu, tràn ngập khí tức khủng bố như vực sâu. Mạnh Trường Khanh cau mày phản ứng, hắn thấy cùng sợ hãi không khác. Đây là Tiệt Thiên Ma Lô, ta ma tộc tốn hao vài vạn năm mới nghiên cứu ra được bí khí, không có cái gì lực lượng cường đại, công năng cũng vẻn vẹn chỉ có một hạng, đó chính là ứng đối chân ma công. Dứt lời, Tiệt Thiên Ma Lô lại lần nữa biến lớn, có thể rõ ràng xem đến bị thôn phệ đi vào xiềng xích, bị vô số sương mù xám bao phủ, tiếp theo phát ra ăn mòn thanh âm. Tuổi trẻ nhân tộc võ vương, hiện tại có thể nói cho bản tôn tên của ngươi sao? Thiên Tà Hoàng đứng chắp tay, sau lưng đồng thời hiện lên 10 đạo pháp tắc. Cùng nhân tộc khác biệt, ma tộc là ma đạo pháp tắc, cũng không phải là võ đạo, cái khác ngược lại là không có quá nhiều khác nhau. Run rẩy đi, nhân tộc tạp toái, hôm nay các ngươi cũng phải cộng hòa ết ở nơi này. Ma vương nhóm giống to, nhưng cùng bọn hắn đoán trước địa khác biệt. Phạt Thánh Minh bên này nhưng không có lộ ra sợ hãi biểu lộ, tại ngắn ngủi chấn kinh về sau rất nhanh liền khôi phục bình thường, trong mắt thì dần dần hiện lên chiến ý. Chuyện gì xảy ra? Như thế khác thường một màn để không ít ma vương trong lòng khẽ nhúc nhích. Không nên a, nhân tộc dám vào xâm thứ hai ma uyên, không phải liền là dựa vào chân ma công a? Hiện tại chân ma công cũng vô dụng, vì sao còn không e ngại, còn không chạy trốn? Phải biết tiến đến nhân tộc cường giả cũng chính là hơn 2 vạn mà thôi, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều không thể so sánh với bọn họ. Nhưng bây giờ từng cái không những không chạy, thậm chí còn hưng phấn lên, tựa hồ chuẩn bị muốn cùng bọn hắn làm một vố lớn. Dựa vào cái gì? Ta xưa nay sẽ không thu hồi. Mạnh Trường Khanh tay phải tìm tòi, thiên địa tơ bông, xích tiêu vào tay. Hôm nay dễ dàng cho nơi đây, trước chảm ngươi cái này trí tôn phân thân, ngày sau đến thứ nhất ma uyên, lại chảm ngươi chân thân. Thanh âm bình tĩnh, vang vọng đất trời. Thật can đảm, Thiên Tà Hoàng triệt để nổi giận, sắc mặt băng lãnh. Chuyện cho tới bây giờ, cái này nhân tộc thế mà còn như thế cuồng vọng. Hắn thừa nhận người này phi thường không đơn giản, chỉ là cái tuổi này, thành tựu đỉnh phong võ vương, liền phi thường không hợp thói thường. Nhưng hắn cũng không phải bình thường ma tôn, cho nên ngưng tụ ra ma vương phân thân cũng sẽ là cảnh giới này bên trong mạnh nhất. Hy vọng thực lực của ngươi có thể cùng ngươi miệng đồng dạng lợi hại, cũng đừng một chiêu đều không tiếp nổi. Thiên Tà Hoàng tay phải nâng lên, 5 ngón tay hướng phía Mạnh Trường Khanh chụp tới. Thiên Tà Ma Công cửu tiêu ma động rơi hồng trần. Trên trời cao, ma quang cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Một cái đại thủ mang theo quyển 10 đạo pháp tắc che mà xuống, khí thế vô cùng kinh người. Này ma công tuyệt đối là nhất 260 vì đỉnh cấp ma tộc công pháp, không hổ là trí tôn. Mạnh Trường Khanh ánh mắt nhắm lại, một chiêu này phi thường cường đại, cơ hồ đem 10 đạo pháp tắc lực lượng phát huy đến cực hạn, thậm chí là vượt xa bình thường. Cho dù là Chiến Thiên Hoang ở đây, đoán chừng đều sẽ 10 phần khó giải quyết, nhưng đối với hắn tới nói, thập pháp ma vương mạnh hơn, cũng vẫn như cũ là sinh linh trên mặt đất, mà nắm giữ trí cao pháp tắc, hắn sớm đã đứng ở trên trời. Oanh, sau lưng Mạnh Trường Khanh từng đạo pháp tắc không ngừng hiện lên, kiếm đạo pháp tắc, kim chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, thổ chi pháp tắc, phong chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc, quang minh pháp tắc, hắc ám pháp tắc, thập pháp võ vương a. Không ít thực lực hơi thấp ma vương chấn lay, bọn hắn nhưng cảm giác không ra Mạnh Trường Khanh tu vi cao thấp, chỉ cho là người này còn hoàn toàn dựa vào chân ma công, không nghĩ tới thực lực bản thân cũng như thế cường hãn. Nhân tộc khi nào ra dạng này cái thế yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, trong lòng hiển hiện nghi hoặc, nhưng ngay sau đó phát sinh một màn thì để tất cả ma tộc đều ngẩn ở đây tại chỗ, bao quát Thiên Tà Hoàng. Oanh, đạo thứ 11 pháp tắc hiện lên, lực lượng kinh khủng trực tiếp nghiền nát thương khung rơi xuống 5 ngón tay. Không gian pháp tắc, Thiên Tà Hoàng sắc mặt lần thứ nhất triệt để thay đổi, tràn đầy không dám tin. Hắn không có nhìn lầm, như thế rộng rãi đáng sợ khí tức, tất nhiên là trí cao pháp tắc. Cái gì? Không gian pháp tắc? Sau lưng đông đảo ma vương cũng nhao nhao con người đột nhiên co lại, thần sắc hãi nhiên. Không gian pháp tắc chính là trí cao pháp tắc, rất khó tìm hiểu ra tới tồn tại, dù cho là trí tôn cũng rất khó tìm hiểu ra trí cao pháp tắc đến. Nhưng bây giờ một cái võ vương, vẻn vẹn vương đạo cảnh liền ngộ ra được không gian pháp tắc, quá mức khoa trương, làm sao có thể chứ? Thiên Tà Hoàng vẫn như cũ ở vào trong rung động, hắn giống như là gặp hoàn toàn vượt qua lẽ thường, hoàn toàn không cách nào lý giải sự tình, đến mức đầu óc đều có chút chuyển không tới. Kiếm 28, lớn chôn vùi, nhưng mà Mạnh Trường Khanh nhưng không có cho hắn suy tư thời gian, trực tiếp một kiếm chém ra, thiên địa giống như dừng lại, vạn vật bình tĩnh lại, còn sót lại kiếm quang sáng chói, tựa như tấm lụa, hướng phía trước vạch tới. Khí tức nguy hiểm rốt cục để Thiên Tà Hoàng kịp phản ứng, hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Giờ phút này hắn triệt để minh bạch, vì cái gì những này nhân tộc khi nhìn đến chân ma công bị phá về sau vẫn như cũ không sợ, bởi vì bọn họ lãnh tụ, bọn hắn tiên phong, chân chính để bài chưa hề đều không phải là chân ma công, mà là bản thân sát tranh thực lực. Chân ma công bất quá là ngoại vật ngươi. Tất cả ma vương cũng lấy lại tinh thần, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi. Chí cao pháp tắc vừa ra, cho dù là Thiên Tà Hoàng đại nhân phân thân cũng không có khả năng ngăn trở. Nhân tộc, nói cho bản tôn tên của ngươi. Thiên Tà Hoàng giống to, trên mặt 4 con mắt nhìn chằm chặp Mạnh Trường Khanh mặt, tựa hồ như muốn khuôn mặt triệt để nhớ kỹ. Oanh, kiếm quang tới người, Thiên Tà Hoàng trong nháy mắt vỡ nát, phía sau hơn 100 vị ma vương cũng giống như vậy. Đây là cực kỳ rung động một màn, bình thường vô cùng cường đại ma vương có thể chúa tể hết thảy tồn tại, giờ phút này lại như là sâu kiến cộng hòa ết được như vậy tùy ý. Tại giải quyết tất cả ma tộc cường giả về sau, kiếm quang vẫn như cũ dư thế không giảm, trực tiếp chạm tại vô tận bên trên ma sơn. Oanh, ma sơn chấn động, trên đó huyết nhục văng tung tóe, tử vong vô số. Một đạo dữ tợn mà lỗ to lớn hiện ra ở trong mắt tất cả mọi người. Về sau là thứ hai ma uyên chân chính nội địa, còn thừa bên trên ma sơn còn sống sót lấy ma tộc từng cái chưa tỉnh hồn, nhìn về phía Mạnh Trường Khanh trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ma vương nhóm cộng hòa ết, Thiên Tà Hoàng đại nhân thế mà cũng đã cộng hòa ết, vì sao lại có như thế cường đại người tộc? Mà Phạt Thánh Minh phương diện, cho dù sớm có đoán trước, nhưng chân chính nhìn thấy lúc vẫn như cũ hiển hiện nồng đậm rung động. Một kiếm, vẻn vẹn chỉ là một kiếm, thứ hai ma uyên đỉnh cấp cường giả toàn bộ bỏ mình đạo tiêu. Minh chủ ngã, có nhân nhẫn không ở hô. lập tức liền vô biên thủy triều. Minh chủ, minh chủ! Thanh âm bên trong tràn đầy cùng nhiệt cùng sùng bái. Cho dù là đã có tuổi võ vương, giờ phút này đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi người nhìn qua Mạnh Trường Khanh, nhìn không chuyển mắt. Kia cưỡi rồng thừa thủ áo trắng thân ảnh, đưa lưng về phía chúng sinh, tựa như trong truyền thuyết mới có cái thế thần thoại. Tiếp xuống, liền giao cho các ngươi. Mạnh Trường Khanh vận chuyển chân ma công, đem Thiên Tà Hoàng chờ một đám ma vương toàn bộ tinh luyện thành thiên ma chi khí. Đáng tiếc duy nhất đúng vậy, Tiệt Thiên Ma Lô biến mất, hoặc là nói, cùng Thiên Tà Hoàng, Tiệt Thiên Ma Lô cũng không phải bản thể ở đây, vẻn vẹn chỉ là chi nhánh. Hắn đối với ma lô bản thân cũng không cảm thấy hứng thú, chủ yếu là phía trên màu xám đậm sương mù, thứ này quá mấu chốt. Lúc trước đúc thành võ thần thân thể lúc, màu xám đậm sương mù bị đuổi đi ra, ngay lập tức tiêu tán, hoàn toàn không cho hắn thời gian phản ứng. Lại cho ta một cái giết người lý do. Mạnh Trường Khanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhân ma chi tranh chính là mối hận cũ, không có cách nào hòa giải cái chủng loại kia, cho nên tương lai là nhất định phải phân ra sinh tử. Nếu như có thể từ Thiên Tà Hoàng trong tay đạt được kia Tiệt Thiên Ma Lô, có lẽ có thể chiều sâu nghiên cứu màu xám sương mù, từ đó tìm tới viễn cổ chân tướng, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Mạnh Trường Khanh nhìn về phía trong tay thiên ma chi khí, tính toán dưới, trọn vẹn 167 sợi, đều là cấp 8 thiên ma chi khí, nhất là Thiên Tà Hoàng, trong đó ẩn chứa tinh thần cảm ngộ, chỉ là suy nghĩ tiếp xúc, liền vô cùng khổng lồ, bàng bạc, hơn xa cái khác cấp 8. Có lẽ có thể, trong mắt Mạnh Trường Khanh hiển hiện dã vọng, nếu như không có Thiên Tà Hoàng thiên ma chi khí, chỉ dựa vào những này, nhiều nhất đặt chân vô thượng ngũ giai, nhưng bây giờ, có lẽ có thể tấn thăng bất hủ, trước mắt tinh thần tu vi cao nhất cấp độ. Đó, nghe vậy, tất cả Phạt Thánh Minh cường giả lập tức khom người đáp lại, khuôn mặt nhẹ nhõm. Vương đạo cảnh trở lên ma tộc cường giả đều đã toàn bộ bỏ mình, như vậy đối với bọn hắn mà nói, thứ hai Ma Uyên đã không có bất cứ uy hiếp gì, có thể tùy ý rong ruổi. Ngã thi thể nhớ kỹ mang về. Mạnh Trường Khanh bổ sung một câu, minh bạch. Mọi người nhất thời hưng phấn lên, bọn hắn tự nhiên minh bạch đây là ý gì. Ha ha, lão phu đi trước một bước. Một vị lão võ vương bay thẳng Ma Sơn, hai tay như rồng, đem đến hàng vạn mà tính ma tộc, trực tiếp tại chỗ đánh cộng hòa, ết, thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Thảo, lưu cho ta một chút. Kịp phản ứng, Phạt Thánh Minh võ giả lập tức tựa như xuống núi chi hổ. Trong ngày thường đáng sợ ma tộc, giờ phút này đã biến thành dê đợi làm thịt. Run lẩy bẩy, Mạnh Trường Khanh không có để ý bọn hắn, xoay người, muốn nhìn một chút đại trưởng lão đám người vị trí, kết quả lại phát hiện đại trưởng lão bọn hắn cũng xông vào. Gặp đây, Mạnh Trường Khanh lắc đầu cười một tiếng, hắn nhưng không có không đi giải quyết Ma Sơn sau ma tộc. Vương Triệu, cần nắm chặt hấp thu thiên ma chi khí, một khi tinh thần tu vi đạt tiêu chuẩn, liền có thể lĩnh hội kiếm đạo bản nguyên, đặt chân trí tôn. Đi, chúng ta ra ngoài. Mạnh Trường Khanh khoanh chân ngồi tại Ngao Linh Tịch trên đỉnh đầu. Được, đi. Ngao Linh Tịch có chút lưu luyến không rời mà liếc nhìn Ma Sơn. Rất hiển nhiên, nàng cũng nghĩ đi. Yên tâm, đi theo ta, còn có thể ít ngươi một miếng ăn. Mạnh Trường Khanh lập tức cười nói tấn, hi hi. Ngao Linh Tịch mặt mày hớn hở, hướng phía Ma Uyên cửa vào bay đi. Ma Uyên nghiêm chỉnh mà nói, chính là hoang vu chi địa. Như thế nào hoang vu chi địa? Đó chính là pháp tắc yếu kém địa phương, cho nên loại địa phương này không thể thừa nhận trí tôn tồn tại. Mạnh Trường Khanh cũng không có khả năng ở chỗ này tu luyện đột phá, bất quá vì để phòng vạn nhất, Mạnh Trường Khanh cũng không có ý định rời đi quá xa, ngay tại Ma Uyên lối vào là đủ. Rất nhanh, Ngao Linh Tịch liền chở Mạnh Trường Khanh đi tới Ma Uyên cửa vào. Phạt Thánh Minh tự nhiên không có khả năng thật tất cả mọi người tiến vào, vẫn là phái không ít người tại lối vào nắm tay, nhìn thấy Mạnh Trường Khanh lúc, từng cái đều là khom mình hành lễ. Gặp qua minh chủ, trong ngôn ngữ hiện đầy kính sợ. Mạnh Trường Khanh khẽ gật đầu, lập tức tại cách đó không xa một chỗ đỉnh núi cao rơi xuống. Hắn chuẩn bị ở chỗ này tăng lên tinh thần tu vi, sau đó đặt chân chí tôn. Vì ta hộ đạo. Mạnh Trường Khanh nhìn về phía Ngao Linh Tịch. Được. Ngao Linh Tịch không chút do dự. Mạnh Trường Khanh thu nhiều như vậy cấp 8 thiên ma chi khí, hiện tại khẳng định là muốn hấp thu. Giống. Ngao Linh Tịch dài vạn trượng khổng lồ thân rồng, đem núi cao bao bọc vây quanh. Ai nghĩ tiếp cận Mạnh Trường Khanh, tất nhiên muốn trước bước qua thi thể của nàng. Đỉnh núi cao, thương khung rộng lớn, vạn dặm không mây. Mạnh Trường Khanh ngồi xếp bằng, tay phải vung lên, trận bàn lấp lóe, bao phủ ra, là chuyên môn cửa dùng che lấp cảm giác tầm mắt. Lập tức suy nghĩ khẽ nhúc nhích, xuất hiện trước mặt một đạo thân ảnh yểu điệu, rõ ràng là nghi ngờ âm thiên ma Na Luân, lúc trước bị hắn mang ra về sau, cơ bản đều đặt ở thế giới tinh thần bên trong, ngẫu nhiên có rảnh rỗi, liền tiến đi tu hành một chút. Tham kiến chủ thượng. Na Luân vô ý thức một chân quỳ xuống, nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, da trắng nõn nà, có lồi có lõm, toàn thân trên dưới đều tràn ngập mê người vận vị. Mạnh Trường Khanh khí tức để trong nội tâm nàng khẽ biến. Vừa mới qua đi bao lâu, thế nào cảm giác chủ thượng thực lực càng khủng bố hơn, so sánh với dĩ vãng, quả thực là mấy chục lần tăng lên. Đây là đặt chân vương đạo đỉnh phong sao? Ta muốn ngươi giúp ta tu hành, Mạnh Trường Khanh nói, đồng thời trong tay xuất hiện lít nha lít nhít thiên ma chi khí. Gặp đây, Na Luân triệt để ngây dại, kiều nộn môi đỏ khẽ nhếch, nghẹn họng nhìn chân chối. Có trời mới biết nàng nhìn thấy cái gì, thật là nhiều, cấp 8 thiên ma chi khí, mà cấp 8 đối ứng thế nhưng là ma vương cảnh a, đồng thời trong đó có không ít tuyệt đối là đỉnh phong ma vương. Chủ thượng đây là đem một cái lớn ma uyên bên trong ma vương tất cả đều làm thịt sao? Phải là chỉ có lớn ma uyên mới có thể có ma vương nhiều như vậy. Niệm đây, Na Luân nuốt ngụm nước bọt, kính sợ cảm giác càng đậm. Cái này cần đáng sợ đến bực nào thực lực mới có thể làm đến. Cùng lúc đó, trong lòng cũng hiện lên vui mừng, chính mình lúc trước lựa chọn quả nhiên là đúng, đi theo dạng này cường giả mới có thể có quang minh tương lai. Chỉ cần mình hảo hảo phục thị, hiện ra giá trị, tin tưởng vị chủ nhân này ngày sau tuyệt sẽ không bạc đãi nàng. Rõ. Na Luân đôi mắt đẹp phú mị, mảnh khảnh ngón tay ngọc chậm rãi rút đi áo bảo, đồng thời mở ra mình trời phú mị loan linh vực. Thứ nhất ma uyên, ma tộc là rộng rãi nhất sinh tồn chi địa, cơ hồ đồng đẳng với nửa cái Trung Châu. Nơi đây tuy là hoang vu chi địa, nhưng pháp tắc coi như hoàn chỉnh, cho nên có thể tiếp nhận trí tôn tồn tại. Bát ngát Hắc Sơn bình nguyên bên trên, có một tòa cự đại thành trì đứng vững vàng, tựa như viễn cổ hung thú chiếm cứ, tràn ngập khí tức kinh khủng. Bốn phía còn có rất nhiều thành trì dọc theo đi, tựa như chúng tinh cùng nguyệt. Ma thôn bất động thành, ma tộc trước mắt nhất là trí cao chi địa, bởi vì nơi này cư trú ma tộc người mạnh nhất, Thiên Tà Hoàng. Một đoạn thời khắc, nguyên bản bình tĩnh ma thôn bất động thành đột nhiên chấn động, đáng sợ khí tức bay thẳng thương khung, quét sạch phong vân, phá vỡ càn khôn, dẫn tới không ít ma tộc nhao nhao kinh hãi. Thiên Tà Hoàng đại nhân đây là thế nào? Tại sao lại tức giận như vậy? Bất động thành chỗ sâu, một tòa to lớn trong đại điện, vô tận ma quang cuồn cuộn, tùy ý toát ra tới một sợi lực lượng, tựa hồ cũng có thể vỡ vụn thiên địa, hủy diệt thế giới, cao chọc trời. Thanh âm bên trong tòng ma chỉ riêng bên trong vang lên, một đạo gầy gò bóng người lập tức xuất hiện, thực lực cường đại, rõ ràng là đỉnh phong ma vương cảnh, nhưng giờ phút này lại là một mực cung kính quỳ trên mặt đất. Thiên Tà Hoàng đại nhân, có gì phân phó? Ta muốn cái này nhân tộc tất cả tin tức. Dứt lời, một đạo ma quang bay vào bóng người, trong đầu hiện ra hình ảnh. Rõ. Ma vương không chút do dự, cung kính lui lại, bất quá trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là cái này nhân tộc để Thiên Tà Hoàng đại nhân tức giận như vậy? Nhưng cũng không về phần đi, nhân tộc trí tôn bên trong cũng không có nhân vật này. Oanh, cửa điện đóng lại, ma quang bên trong hiển hiện một đạo mơ hồ khuôn mặt, chính là Thiên Tà Hoàng, chỉ bất quá hắn giờ phút này ánh mắt vô cùng băng lãnh, tràn đầy nồng đậm sát ý. Chí cao pháp tắc, đối với cái này nhân tộc chân ma công, hắn không thèm để ý chút nào, bởi vì đã có phản chế bí khí, nhưng chí cao pháp tắc liền không đồng dạng, chỉ là võ vương cảnh liền ngộ ra được không gian pháp tắc, ngày sau nếu là đặt chân chí tôn, còn phải rồi, chí ít địa chí tôn cảnh nội là không người có thể chế hắn, nhất định phải giết kẻ này. Thiên nhãn chúng Tà Hoàng sát ý càng đậm, ma tộc sớm đã chế định tốt phản công đại lục kế hoạch, có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng bây giờ ra khủng bố như vậy yêu nghiệt, không sớm một chút xử lý, tuyệt đối sẽ trở thành tai họa ngầm, cùng ngày sau trở ngại lớn nhất. Xem ra nhân tộc khí số chưa hết a. Hít sâu một hơi, khuôn mặt biến mất, ma quang cũng bình tĩnh lại. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Khoảng cách thứ hai ma uyên chỗ xa vô cùng, đứng đấy mấy trăm người, mặc chính nhất thánh địa áo bào, chỉ bất quá phía sau là một cái thủ chữ, còn có thể làm sao? Lục trưởng lão, tên là Lục Lâm, hắn khẽ lắc đầu, xoay người qua. Tại cùng Chiến Thiên Hoang huyên náo không thoải mái về sau, hắn liền dẫn thủ Mạch trưởng lão, đệ tử rời đi. Sau đó nghe nói Phạt Thánh Minh vây công thứ hai ma uyên, Chiến Thiên Hoang sau khi cộng hòa, nhịn không được lại chạy về, hiện tại chỉ có thể đứng xa nhìn. Ta rất sớm đã nói qua, chấp mạch cách làm là sai lầm, cuối cùng cũng có một ngày sẽ dẫn tới toàn bộ thiên hạ phản kháng, hiện tại chính là báo ứng lúc. Lục Lâm thở dài. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Bên cạnh trưởng lão hỏi. Thủ Mạch chức trách chính là trấn thủ ma uyên, bây giờ thứ hai ma uyên đã bị Phạt Thánh Minh tiếp nhận, vậy bọn hắn liền không sao làm. Đi thứ nhất ma uyên đi, Lục Lâm nói. Không trở về thánh địa sao? Không trở về, chúng ta Thủ Mạch liền làm Thủ Mạch sự tình, chấp mạch tạo đến nhiệt, không cần chúng ta tới đối mặt. Vậy vạn nhất? Bầu không khí trầm mặc xuống, ý tứ rất rõ, Phạt Thánh Minh vị minh chủ kia quá mức yêu nghiệt, một khi bước vào trí tôn, chính nhất thánh địa thực sự liền nguy hiểm. trừ phi thánh chủ bước vào thiên trí tôn, nếu không căn bản ép không hạ. Vậy chúng ta liền ẩn thế, thủ mạch bản thân liền là ẩn mạch. Lục Lâm chắp tay sau lưng, hướng về phương xa đi đến. Thời gian nhoáng một cái, đã là một tháng sau. Chính Nhất Thánh Địa, vô tận trong hư vô, nơi này ngàn vạn hỗn độn, không thấy quang mang, chỉ còn một cái hình vuông màu xanh thẳm đại trận lơ lửng. Mỗi phút mỗi giây đều đang chấn động, giống như trong đó có kinh khủng lực, lượng đang trùng kích. Đại trận bên trong, một người đứng chắp tay, người mặc thôi kim trường bào, khuôn mặt uy nghiêm, khí tức như vực sâu biển lớn, vạn phần đáng sợ. Bên cạnh thì còn có 5 người, mỗi lần xuất thủ đều có vỡ nát càn khôn vĩ lực. Tịch Ứng Tình, thật không nghĩ tới, năm đó bị trảm đạo ngươi, còn có thể lại tu luyện từ đầu trở về. Chỉ tiếc, dù là mượn dùng cổ thần bí pháp, ngươi cũng nhiều nhất chỉ có thể thành tựu nửa bước trí tôn, vĩnh viễn không cách nào bước ra một bước kia. Tòa này thượng cổ tù thiên đại trận, có lẽ không có đến cực hạn, nhưng ngươi khẳng định là đến cực hạn. Nam Cung Thắng Thiên chậm rãi nói, hắn chính là đương kim Chính Nhất Thánh Địa thánh chủ, trong truyền thuyết trí tôn. Nam Cung Thắng Thiên ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía đại trận bên ngoài, ở nơi đó, có một bóng người ngồi xếp bằng, tóc tuyết trắng, cánh tay trái trống rỗng, trên thân tràn ngập nồng đậm mục nát chi khí, cùng tử khí. Thượng cổ đại trận là mạnh, ngay cả trí tôn đều có thể vây khốn, nhưng cần trả ra đại giới, cũng là thảm trọng. Đó chính là sinh mệnh lực, mỗi phút mỗi giây đều đang điên cuồng thôn phệ lấy tuổi thọ của hắn. Trong trận dãy dụ càng kịch liệt, như vậy hắn tiêu hao thì càng nhiều. Nếu không phải đặt chân nửa bước trí tôn, căn bản sống không tới bây giờ. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã là ngày giờ không nhiều. Chỉ bằng ngươi bây giờ, còn có thể chống bao lâu? Một ngày, hoặc là 2 ngày. Nam Cung Thắng Thiên thanh âm băng lãnh, đường đường thánh chủ thế mà bị một cái ngay cả trí tôn đều không phải là gia hỏa vây khốn lâu như vậy. Nói thế nào, đều là một loại sỉ nhục. Mà sỉ nhục nhất định phải dùng máu đến rửa sạch. Chờ bản thánh chủ ra ngoài, không chỉ có ngươi muốn Cộng Hòa, Ết, Thái Huyền Tông, cùng cái gọi là Phạt Thánh Minh hết thảy đều muốn hủy diệt. Bản thánh chủ yếu huyết tẩy thiên hạ, ngươi là đang sợ hãi sao? Tịch Ứng Tình mở miệng, thanh âm khàn khàn, đục ngầu trong ánh mắt hiện lên một sợi trêu tức. Đoạn thời gian trước, đại trận suy yếu, ngươi hẳn là cùng ngoại giới lấy được liên hệ, nghĩ đến là biết được một chút tình huống, một chút ngay cả ngươi cũng khiếp sợ tình huống, cho nên công kích đại trận số lần cũng đang không ngừng biến nhiều. Ngươi tại lo nghĩ. Dứt lời, Nam Cung Thắng Thiên sắc mặt âm trầm xuống. Hoàn toàn chính xác, hắn là có một chút điểm. Căn cứ Chiến Thiên Hoang tin tức, người thiếu niên kia phi thường không hợp thói thường, không những ở trong thời gian ngắn đặt chân vương đạo cảnh, thậm chí đều đã có thể là bát pháp võ vương. Như thế tốc độ phát triển, đổi lại ai đều sẽ cảm giác được kinh hãi, tuyệt không thể mặc kệ còn như vậy trưởng thành tiếp. Chỉ tiếc gần nhất không có Chiến Thiên Hoang tin tức, không biết lúc nào đi chỗ nào, trước mắt hắn còn chỉ có thể cùng Chiến Thiên Hoang một người liên hệ. Bản thánh chủ thừa nhận người thiếu niên kia hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý, nhưng trưởng thành nhanh thì có ích lợi gì? Không có trí tôn di tích, hắn liền vĩnh viễn không cách nào đặt chân trí cường. Nam Cung Thắng Thiên lạnh giọng, sau khi rời khỏi đây, bản thánh chủ trước tiên liền sẽ đi tìm hắn, ngươi đưa cho hắn lựa chọn một cái kiểu Cộng Hòa, Ết đi. Chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả trợ. Tịch Ứng Tình lắc đầu, hắn sẽ không Cộng Hòa, Ết, cuối cùng bị bại người nhất định sẽ là ngươi. Dứt lời, Tịch Ứng Tình nguyên bản uể oải khí tức bắt đầu dâng lên, tựa như hồi quang phản chiếu, dưới làn da càng là sáng lên từng đạo quang mang, kia là xương cốt, phát sáng xương cốt, dũng động khí tức cổ xưa. Đây là Nam Cung Thắng Thiên con ngươi hơi co lại, trí tôn di hải, ngươi thế mà đem trí tôn di hải dung nhập vào trong thân thể mình, nghĩ tưởng làm cái gì? Vĩnh Hằng Thiên Kinh vạn cổ tế đạo. Tịch Ứng Tình ánh mắt sáng chói, cả người bắt đầu bốc cháy lên, còn lại hết thảy, thọ nguyên, lực lượng, tinh thần vân vân, đều tại bị trí tôn di hải thôn phệ. Cùng lúc đó, trên thân bắt đầu tràn ngập lên một cỗ khó nói lên lời khí tức, nhưng Nam Cung Thắng Thiên lại là trước tiên nhận ra được, nguyên khí. Thanh âm bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tại thượng cổ lúc, nguyên khí đều vô cùng thưa thớt, huống chi là hiện tại. Bây giờ chỉ có trí tôn di tích bên trong mới có, nhưng bây giờ Tịch Ứng Tình nhưng lại không biết dùng bí pháp gì, thế mà ra đời nguyên khí. Nhìn qua đi, Nam Cung Thắng Thiên, thời đại này cuối cùng rồi sẽ muốn bị sửa. Tịch Ứng Tình cao giọng cười to, tóc trắng cuồng vũ, đáng Cộng Hòa, Ết. Giờ khắc này, Nam Cung Thắng Thiên tâm cảnh triệt để loạn, nguyên khí khống chế cũng là hắn lòng tin tồn tại. Hắn thấy, chỉ cần thế nhân không chiếm được nguyên khí, mạnh hơn cũng không đáng nhắc lên. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, sử dụng loại bí pháp này, đại giới tất nhiên thảm trọng, đại khái suất là hình thần câu diệt, ngay cả cơ hội luân hồi đều không có. Ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Nam Cung Thắng Thiên ánh mắt băng hàn, hết thảy đều là đáng giá. Tịch Ứng Tình nói, đáng tiếc duy nhất đúng vậy, ta không cách nào tận mắt chứng kiến Chính Nhất Thánh Địa hủy diệt vào cái ngày đó. Tăng thêm tốc độ, Nam Cung Thắng Thiên nhìn về phía những người khác, mình cũng thôi động bản nguyên chi lực, lục đại trí cường đồng thời xuất thủ, đại trận lắc lư càng thêm mãnh liệt, lung lay sắp đổ. Ta đã đến cực hạn, hy vọng tiểu sư đệ, ngươi bây giờ liền có thể dùng đến ta nguyên khí. Tịch Ứng Tình chậm rãi đứng dậy, toàn thân liệt diễm thiêu đốt, lập tức quay người, hướng về phương xa bay đi. Thứ Hai Ma Uyên, lối vào, lúc này đã có không ít người ra, từng cái sắc mặt hưng phấn, rất hiển nhiên thu hoạch tương đối khá. Không có ma vương địa vực, bọn hắn quả thực là vô địch tồn tại, lần lượt đem tất cả ma tộc vương thành toàn bộ hủy diệt, đầy bồn đầy bát. Đương nhiên những này khẳng định là muốn lên giao một bộ phận, không cách nào toàn bộ nuốt vào. Về phần giao cho ai, kia tất nhiên là Thái Huyền Tông, không có minh chủ, đừng nói quét ngang Ma Uyên, bọn hắn tiến cũng không dám tiến. Minh chủ tại kia trên núi cao làm gì? Con rồng kia tựa hồ tại hộ đạo. Có người hỏi, hẳn là hấp thu thiên ma chi khí đi. Người bên ngoài trả lời, ông, cơ hồ là dứt lời trong nháy mắt, một cỗ vô cùng bàng bạc lực lượng tinh thần từ đỉnh núi cao hiện lên, che vô số cương vực, kéo dài vô tận. Giờ này khác này, cho dù là thập pháp võ vương, cũng không nhịn được khuôn mặt kịch biến, bởi vì bọn hắn vô thượng cấp tinh thần tu vi đều bị áp chế, hơn nữa là bị triệt để áp chế loại kia. Đây là vừa mới ra Hắc Bạch lão đạo bọn người, râu tóc run rẩy, con ngươi đột nhiên co lại lâu, Bất Hủ, Hàn Liệt nghẹn ngào. Hắn chính là vô thượng tam giai tinh thần tu vi, cho dù là ngũ giai cũng không có khả năng đối nàng sinh ra nghiền ép đáng sợ như vậy lực, chỉ có trong truyền thuyết Bất Hủ mới có thể làm đến. Minh chủ tinh thần tu vi đặt chân Bất Hủ, chấn kinh sau khi thì là nồng đậm kinh hỉ. Nghe nói muốn tấn thăng trí tôn, rất nhiều phương diện đều muốn đạt tiêu chuẩn, tu vi, nhục thân, tinh thần vân vân. Mà minh chủ trước đó tựa hồ chỉ có tinh thần tạo nghệ hơi có vẻ không đủ, nhưng bây giờ không chỉ có thỏa mãn tiêu chuẩn, thậm chí siêu việt tiêu chuẩn. Bất Hủ a, trong truyền thuyết tinh thần tu vi cảnh giới tối cao, có thể làm được nhục thân vẫn diệt, tinh thần trường tồn, hẳn là những cái kia cấp 8 thiên ma chi khí nguyên nhân. Khổng lồ như thế số lượng, cộng thêm chất lượng, hoàn toàn chính xác có thể để một võ giả tinh thần tu vi đặt chân Bất Hủ, nhưng minh chủ hấp thu tốc độ có phải hay không có chút quá không hợp thói thường. Lúc này mới 1087 tháng a, đám người nghị luận, tại minh chủ trên thân không hợp thói thường sự tình còn ít sao? Đây coi là cái gì? Giống ta, đã sớm tập mãi thành thói quen. Đánh rắm, ta vừa rồi rõ ràng trông thấy ngươi cái cằm đều nhanh rớt xuống. Thảo, thế mà bị nhìn. Trường Khanh, trưởng giáo, đại trưởng lão, Hoa Từ Nhan mấy người cũng ra, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Kể từ đó, trưởng giáo chỉ cần đạt được nguyên khí, liền có thể đột phá đến trí tôn cảnh. Lấy trưởng giáo nội tình, dù là mới vào trí tôn, cũng đủ để trên mặt đất bên trong trí tôn cảnh chúa tể hết thảy. Theo hắn biết, Chính Nhất Thánh Địa trước mắt cũng không có thiên trí tôn. Tại 500 năm trước, từng có một cái, nhưng bởi vì không có sống qua thiên nhân ngũ suy, sớm vẫn lạc. Hiện tại Chính Nhất Thánh Địa, hy vọng duy nhất chính là Nam Cung Thắng Thiên. Nhưng muốn đặt chân thiên trí tôn, khó khăn bực nào. Dù cho là Nam Cung Thắng Thiên, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đột phá đi lên. Đại trưởng lão mấy người nhìn chăm chú một chút, ánh mắt lại là từ mừng rỡ, dần dần trở nên nặng nề. Tế nói, đây là từ vừa mới bắt đầu liền chế định tốt kế hoạch. Vì Mạnh Trường Khanh cung cấp nguyên khí, nhưng lại cần nỗ lực Tịch Ứng Tình mệnh, hết thảy đều là đáng giá. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, đỉnh núi cao, Mạnh Trường Khanh ngồi xếp bằng, thân vô thốn lũ, kinh khủng tinh thần chi lực bao phủ đại thế, đang hấp thu xong tất cả cấp 8 thiên ma chi khí, bên ngoài ra Na Luân trợ giúp, hắn rốt cục tấn thăng Bất Hủ. Đây là một loại khó nói lên lời cảm giác, một cái ý niệm trong đầu, tinh thần tựa hồ liền có thể đạt tới bất kỳ địa phương nào, cao cư trên trời cao, tựa như thiên đạo, nhìn hết thảy, quan sát chúng sinh. Mặt khác, dù là thoát ly nhục thân, cũng sẽ không còn có bất kỳ nguy hiểm nào dự cảnh, đã là độc lập tồn tại, vạn cổ trường tồn, Bất Hủ. Cách đó không xa, Na Luân mặc quần áo tử tế, mặt lộ vẻ nồng đậm kính sợ. Trong truyền thuyết Bất Hủ, ngay tại trước mắt mình ra đời. Nói chung, chỉ cần vô thượng ngũ giai, liền thỏa mãn tấn thăng trí tôn điều kiện, mà trí tôn cảnh phản hồi chi lực mạnh phi thường, cho nên tại đặt chân trí tôn thời điểm, cảnh giới phản hồi, ngũ giai liền sẽ tự động biến thành Bất Hủ. Giống chủ thượng loại này, còn chưa tới trí tôn, liền đã Bất Hủ, quá mức hiếm thấy. Chờ kỳ thành liền trí tôn thời điểm, liền sẽ không vẻn vẹn chỉ là Bất Hủ nhất giai, sẽ càng thêm cao. Niệm đây, Na Luân khóe miệng khẽ nhếch, mặc dù mình chỉ là một cái công cụ, một cái mano, nhưng mặc kệ như thế nào, đối chủ thượng tu hành cũng là sinh ra quá to lớn trợ giúp, tin tưởng tương lai sẽ có rất tốt thù lao. Bất Hủ, Mạnh Trường Khanh mở mắt ra, Mây gió đất trời mãnh liệt, mặt trời lên mặt trăng lặn, tinh thần vẫn lạc, tinh thần dị tượng huyễn hóa, khiến vô số người trầm luân trong đó, khó mà thanh tỉnh, cho đến Mạnh Trường Khanh thu hồi, từng cái mới hồi phục tinh thần lại, mồ hôi đầm đìa, bao quát những cái kia võ vương, rốt cục xong rồi. Mạnh Trường Khanh khóe miệng khẽ nhếch, chậm rãi giãn ra hạ thân thể. Quá trình nhìn như trôi chảy, kỳ thật vẫn là có chút khó khăn chắc trở, tỉ như xung kích bất hủ lúc, lại có một nháy mắt, hậu lực không đủ, kém chút không có xông đi lên. Cũng may có linh lung huyết mạch đặc tính, Mạnh Trường Khanh may mắn, muốn đặt chân bất hủ, khó khăn bực nào, chỉ dựa vào những này cấp 8 thiên ma chi khí, vẫn như cũ không đủ, nhưng linh lung huyết mạch đặc tính lại là đền bù, hấp thu một sợi, tương đương với 2 sợi. Mạnh Trường Khanh bỗng nhiên nhíu mày, ngẩng đầu lên, không hiểu, hắn có một loại cảm giác kỳ quái, đến từ trong cõi u minh, nói không rõ, không nói rõ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Mạnh Trường Khanh có chút suy đoán, có lẽ là vật kia. Mình mặc dù còn không có đặt chân trí tôn, nhưng phương diện tinh thần cũng đã sớm đến. Chúc mừng chủ thượng, đặt chân bất hủ. Na Luân một gối quỳ xuống, khom người nói, nàng da thịt trắng nõn, thấu phát oánh quang, quả thực vô cùng mê người. Lần này, ngươi 10 phần ra sức, nhớ ngươi một công. Mạnh Trường Khanh mỉm cười, đa tạ chủ thượng. Na Luân mừng rỡ, trước đây đều là chính nàng liên tưởng, cùng chủ thượng chính miệng nói ra là không giống. Xem ra chính mình trong khoảng thời gian này tinh lực không có uổng phí. Thu hồi ánh mắt, Mạnh Trường Khanh vẫn như cũ ngồi xếp bằng, không có đứng dậy ý tứ. Hắn hít sâu một hơi, cả người trạng thái đang không ngừng tăng lên, giữa thiên địa uy áp lập tức càng khủng bố hơn. Bốn phía hư không ngừng sụp đổ ra ngoài, tựa như thủy triều lan tràn. Thứ hai ma uyên lối vào tất cả phạt thánh minh cường giả, nhao nhao hơi biến sắc mặt, vội vàng cũng lui về phía sau. Chuyện gì xảy ra? Minh chủ không phải tăng lên thành công không? Làm sao còn không có đình chỉ? Đám người kinh ngạc, cho đến 100 dặm về sau mới khó khăn lắm dừng lại. Oanh, 10 thành viên mãn kiếm đạo pháp tác hiện lên, hóa thành một thanh thông thiên chi kiếm, sừng sững giữa thiên địa, thời thời khắc khắc đều đang tỏa ra đáng sợ quang mang, phá toái hư không, đánh rách tả tơi thương khung. Minh chủ hiện kiếm đạo pháp tắc, hắn đây là muốn làm cái gì? Tất cả mọi người đang nghi ngờ, không rõ ràng cho lắm. Soạt soạt, đột nhiên thông thiên chi kiếm bên trên xuất hiện một vết nứt, một cỗ hơn xa tại pháp tắc khí tức tràn ngập ra, vô cùng trí cao, vô cùng hạo xa, vô cùng kinh khủng. Tất cả mọi người, vô luận là nhục thân vẫn là tinh thần, đều tại nhịn không được sinh ra phát ra từ nội tâm e ngại. Đây là không cách nào tưởng tượng lực lượng. Cái này, Hắc Bạch lão đạo sắc mặt kịch biến, trực tiếp tiến về phía trước một bước, đôi mắt bên trong là nồng đậm khó có thể tin. Làm nơi đây nhất là cao tuổi đỉnh phong võ vương, hắn tự nhiên là rõ ràng điều này có ý vị gì. Phá pháp quy nguyên, minh chủ là muốn đặt chân trí tôn. Cái gì? Dứt lời, toàn trường chấn kinh. Đỉnh núi cao, Na Luân cũng ngây dại, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế không hợp thói thường sự tình. Tại tinh thần bất hủ về sau, không có chút nào trì hoãn, trực tiếp liền bắt đầu trí tôn cảnh đột phá. Chủ thượng thật là người sao? Đây chính là trí tôn cảnh a, sao có thể một lần là xong? Nghĩ đột phá đã đột phá, đồng thời không phải nói phải có nguyên khí mới được sao? Chủ thượng trên thân căn bản cũng không có nguyên khí hương vị. Phá pháp quy nguyên, Mạnh Trường Khanh bờ môi thân khải, làm hoàn chỉnh tiên thiên sinh linh, lại là có được hơn 40 loại lớn đạo ấn ký cao đẳng tiên thiên, hắn tự nhiên không cần lại dựa vào ngoại vật đến cảm ứng thế giới bản nguyên tồn tại. Mở mắt ra liền có thể nhìn thấy, giơ tay lên liền có thể chạm đến, thông qua lĩnh hội thế giới bản nguyên, từ đó để cho mình võ đạo pháp tắc thuế biến, hóa thành võ đạo bản nguyên, cũng sẽ là ngày sau trí tôn động thiên căn cơ. Đây chính là bản nguyên a. Mạnh Trường Khanh nhìn về phía thế giới, lưu quang dị sắc, chúng màu xuất hiện, đếm mãi không hết. Hắn vốn cho rằng lĩnh hội bản nguyên sẽ phi thường địa khó, nhưng có lẽ là mình nội tình quá mức thâm hậu, thiên nhân hợp nhất, chân lý chi mắt, tiên thiên sinh linh vân vân, đến mức thường nhân trong mắt vô cùng tối nghĩa thần bí bản nguyên, tựa hồ cũng không có như vậy địa khó. Mỗi lần suy nghĩ phun trào, đều có vô số cảm ngộ trong đầu sinh ra. Cứ theo đà này, không bao lâu liền có thể lột xác ra bản nguyên tới. Bản nguyên, tên như ý nghĩa, vạn vật chi nguyên, là vì chất tồn tại. Đặt chân trí tôn, có người kịp phản ứng, làm sao có thể? Không phải nói đến có trí tôn di tích, cũng chính là kia cái gì nguyên khí mới có thể tấn thăng sao? Nghe nói nguyên khí xuất hiện thời điểm, thiên địa hội hiển hóa tương ứng trí tôn hình chiếu 07, nhưng bây giờ cũng không có. Đúng vậy a, không ít minh bạch người cũng nhao nhao gật đầu. Trí tôn di tích bên trong nguyên khí bắt nguồn từ trí tôn, theo một ý nghĩa nào đó cũng thuộc về kẻ đến sau kế thừa lực lượng của hắn, cho nên lúc sử dụng sẽ có trí tôn hình chiếu, hiển hóa thế gian, nhưng đích thật là phá pháp quy nguyên, pháp tắc ngay tại chuyển biến làm bản nguyên. Hàn Liệt cũng tỉnh táo lại, võ vương nhóm nhìn chăm chú một chút, vẫn như cũ khó có thể tin, không có trí tôn di tích, cũng có thể thành tựu trí tôn. Nhị sư huynh, cái này, Hoa Từ Nhan triệt để ngây dại, Mạc Sơ Cuồng, Thượng Quan Trực, Khô Phùng Xuân mấy người cũng là đồng dạng. Tịch Ứng Tình lựa chọn tế đạo, chính là vì cho Mạnh Trường Khanh cung cấp nguyên khí, nhưng bây giờ, Mạnh Trường Khanh không có dựa vào nguyên khí, liền bắt đầu phá pháp quy nguyên. Kể từ đó, Tịch Ứng Tình không phải bạch bạch tế nói, nhanh, nghĩ hết tất cả biện pháp, thông chi Tịch Ứng Tình từ bỏ tế đạo. Đại trưởng lão lấy lại tinh thần, lo lắng nói, hết thảy đều là tin tức chênh lệch. Trong lòng bọn họ, Mạnh Trường Khanh thuộc về là người trọng tình trọng nghĩa, cho nên che giấu Tịch Ứng Tình muốn tế đạo tin tức, phòng ngừa ảnh hưởng Mạnh Trường Khanh tâm cảnh, nhưng cũng không nghĩ tới Mạnh Trường Khanh hoàn toàn phá vỡ lẽ thường, căn bản không cần dùng đến nguyên khí, không rảnh ngoại vật. Lúc này, đại trưởng lão hối hận, sớm biết liền nói cho Mạnh Trường Khanh, lấy Mạnh Trường Khanh tính tình, mình nếu là nói, hắn cũng khẳng định sẽ cáo chi tương quan tình huống. Tốt, Hoa Từ Nhan sắc mặt nghiêm túc, đã không cần thiết cộng hòa, vậy khẳng định đến làm cho Tịch sư huynh sống sót. Hắn vì hôm nay đã bỏ ra rất nhiều. Bạch, Hoa Từ Nhan hóa thành kiếm quang, hướng về phương xa bay đi. Chính nhất thánh địa, hư không nổ tung, một đạo hỏa diễm thiêu đốt thân ảnh, vọt ra, khí tức vô cùng cường hoành, ánh lửa trực tiếp đốt diệt không ít thánh địa cường giả, cho dù là võ vương cũng rối rít nói tiêu bỏ mình. Thân ảnh không có chút nào dừng lại, cấp tốc rời đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng, chỉ còn chính nhất thánh địa nội bộ, khắp nơi trên đất bừa bộn phế tích. Là ai? Nhị trưởng lão gầm thét. Tại Chiến Thiên Hoang sau khi cộng hòa, hắn liền trở thành thánh địa đại diện đại trưởng lão, tạm thời trưởng quản tất cả sự vật. Nhìn qua toàn cảnh là vỡ vụn không chịu nổi, nhị trưởng lão tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lại là hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Chiến Thiên Hoang trước đó đề cập qua, thánh chủ bọn người bị vây ở hư vô chỗ sâu, vị trí cũng chính là tại thánh địa. Vừa rồi người kia rất có thể là Tịch Ứng Tình, hắn trốn tới, có phải hay không mang ý nghĩa thánh chủ mấy người cũng muốn ra, nhất định là như vậy. Thánh chủ sắp xuất quan, nhị trưởng lão giống to, ổn định lòng người. Từ khi Trảm Vương Lộ cùng thứ hai Ma Uyên sự tình phát sinh sau, thiên hạ cách cục triệt để thay đổi. Trung Châu vô số nguyên bản trung lập thế lực tới tấp phản bội Phạt Thánh Minh, có thể nói là tứ bề báo hiệu bất ổn, có lẽ là đã sớm mất lòng người, bây giờ còn ủng hộ chính nhất thánh địa, đã không có nhiều ít thế lực. Về phần không ánh sáng cùng Trầm Luân hai đại thánh địa, thánh chủ cũng bị Phượng Lai Nghi nữ nhân kia kiềm chế, cục diện có thể nói kém đến cực hạn. Oanh, không thể phát giác địa phương vang lên tiếng oanh minh, tựa như cái gì tại vỡ vụn. Sau đó sáu cỗ khí tức quen thuộc hiện lên. Thánh chủ, nhị trưởng lão kinh hỉ, nhanh nhanh nhanh. Trên trời cao, hỏa diễm lưu quang không ngừng lấp lóe, mỗi lần đều có thể vượt qua thật dài khoảng cách, chính là Tịch Ứng Tình. Hắn giờ phút này mặc dù khí tức cường hoành, nhưng là sau cùng dư huy, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ý thức tại dần dần trở nên u ám, tựa hồ muốn lâm vào vĩnh hằng hắc ám, mà thể nội nguyên khí cũng dần dần thành hình. Tế đạo thuật, tông môn truyền thừa Vĩnh Hằng Thiên Kinh bên trong thần bí nhất một đạo cấm thuật, nhiều đời như vậy tông chủ chỉ có hắn luyện thành, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là chỉ có hắn có thể đi đến cảnh giới này. Tiểu sư đệ, ta cảm ứng được ngươi, chờ ta. Tịch Ứng Tình cắn chặt răng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thứ hai Ma Uyên khá xa địa phương lại là người càng ngày càng nhiều, cơ bản đều là Phạt Thánh Minh cường giả. Đang nghe minh chủ sắp đặt chân trí tôn lúc, cả đám đều tới. Đối với Phạt Thánh Minh mà nói, chỉ có sinh ra trí tôn mới có thể chân chính cùng chính nhất thánh địa chống lại, nếu không đừng nhìn hiện tại cỡ nào địa phong quang, ưu thế cỡ nào địa lớn, ngày sau chính nhất thánh địa trí cường ra, hết thảy cũng sẽ là hoa trong gương, trăng trong nước, khẽ chạm liền nát. Thực sự là phá pháp quy nguyên, mới tới người nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa rồi nghe nói minh chủ không mượn dùng trí tôn di tích liền có thể đột phá, rất nhiều người nhưng thật ra là không tin, nhưng bây giờ đi vào hiện trường chân chính nhìn thấy lúc rốt cục tin. Trên mặt ta thương, minh chủ là như thế nào làm được? Rất nhiều nhân nhẫn không ở hỏi, bởi vì thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn siêu việt bọn hắn nhận biết, nghĩ mãi mà không rõ cũng đừng nghĩ, vẫn là suy nghĩ thật kỹ cuộc sống sau này đi. Ha ha, chúng ta Phạt Thánh Minh cũng phải có trí tôn cảnh, mà lại chỉ bằng minh chủ nội tình, dù là chính nhất thánh địa thánh chủ cũng không cần e ngại. Không tệ, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, hưng phấn lên. Oanh, đúng lúc này, thiên khung phía trên gió nổi mây phun, sớm đã vết dạn dày đặc thông thiên cự kiếm rốt cục đạt đến cực hạn. Phía sau quang hoa lưu chuyển, dũng động kinh khủng mà khí tức thần bí, vẻn vẹn ánh mắt chạm đến đều có loại luân hãm đại đạo, vĩnh hằng khó tỉnh mê thất cảm giác, quá thâm ảo. Rất nhiều võ vương phát ra thở dài, bọn hắn không dám chớp mắt, ý đồ có thể minh ngộ một tia, cho dù là một tia, tương lai cũng có thể đối bọn hắn sinh ra khó có thể tưởng tượng trợ giúp, nhưng căn bản nhìn không rõ. Cho dù là Hắc Bạch lão đạo dạng này siêu đỉnh cấp võ vương, cũng khó có thể tìm hiểu ra tia hứa, không có nguyên khí, liền vĩnh viễn tồn tại biết gặp chướng. Hắc Bạch lão đạo lắc đầu, bản nguyên nhìn như đang ở trước mắt, kỳ thực ở xa giang hà bờ bên kia, đồng thời trên biển còn lên nồng vụ, khó mà thăm dò chân lý. Nguyên khí tồn tại thì như là một chiếc thuyền lá nhỏ, có thể chở ngươi đến bờ bên kia đi. Oanh, thông thiên cự kiếm triệt để vỡ vụn, ý vị này kiếm đạo pháp tắc triệt để lột xác thành vì bản nguyên. Giữa thiên địa còn sót lại một đạo quang hoa, nhìn không ra hình thái nhưng lại tràn ngập không cách nào tưởng tượng phong mang. Giờ khắc này, thương khung tại vỡ vụn, đại địa tại sụp đổ, tất cả mọi người đều có loại thân ở trong cuồng phong bạo vũ cảm giác, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Xong rồi, Hắc Bạch lão đạo lại là kích động nói, Trí Tôn, minh chủ đặt chân Trí Tôn.